các bạn thân mến theo các bạn yếu tố nào sẽ khiến hai con người đi đến hôn nhân là tình yêu sự phù hợp hay sự ổn định vậy tại sao lại có những người yêu nhau cả chục năm trời mà không thể có được cái kết bằng một đám cưới nhưng vừa chia tay xong lại có thể trong một hai tháng kết hôn với người đến sau ngay lập tức có thể nói tình yêu là một phạm trù rất khó lý giải yêu lâu chưa hẳn đã tốt mà yêu nhanh cưới vội chưa hẳn là không tốt bởi suy cho cùng trở thành vợ chồng còn do nhân duyên định mệnh từ nhiều kiếp nữa Hôm nay chú Hạ xin mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện tình yêu. Mở đầu tưởng chừng rất nhanh bằng quyết định tiến tới đám cưới của hai con người, hai gia đình. Nhưng hòa ra đó lại là một cái kết đẹp của mối nhân duyên đã được định sẵn. Họ kiếp này sinh ra là để thuộc về nhau. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu đẹp, nhẹ nhàng, êm dịu và ngọt ngào mang tên cưới vội của tác giả Hoa Hoa trên kênh chuyện 23S qua giọng đọc của chú Hạ. Các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký để kênh chuyện 23S có thêm thật nhiều động lực ra thêm nhiều câu chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để cập nhật sớm nhất những câu chuyện mới trên kênh chuyện 23S. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngọc, dậy rửa soạn đi con. Đằng trai xong bàn chuyện cưới xin rồi kìa. Cưới xin? Mẹ, mẹ vẫn còn chưa tỉnh rượu sao? Con còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra đằng trai mà xong bàn chuyện cưới xin với nhà mình? Nói rồi Ngọc trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Hòa ra sau đám cưới của chị hai cô, không phải cô là người say xỉn nhất. Người xỉn nhất chính là mẹ cô mới đúng tới giờ này rồi mà vẫn còn chưa tỉnh rượu đàng trai cưới xin mẹ đang nói tảo lao cái gì vậy cái con nhỏ này dậy đi mẹ nói thật đó đàng trai đang ngồi dưới phòng khách bàn chuyện với ba của mày kìa vậy mẹ nói con nghe xem đàng trai là ai vậy là người mà mày thích từ lâu thằng huy con bà tư xếp tổng của mày đó nghe mẹ nhắc đến tên sếp khốn khiếp của mình ngọc giật mình ngồi bật dậy dễ đành đạch ai nói với mẹ là con thích tên đó chứ chính miệng con nói chứ ai con nói á hồi nào Biết rõ cái tính của con gái mình uống rượu vào là nói quá trời, nói xong đến lúc tỉnh rượu là không còn nhớ gì hết. Nên tối qua, bà đã nhờ thợ quay phim ở đó quay phim lại. Sáng nay con gái bà hỏi là bà lấy video ra cho con gái bà coi liền. Tối qua ăn đám cưới của chị gái vui quá nên cô uống có hơi quá chén. Lúc men say đang nồng nàn, cô đã sung phong lên hát rồi không hiểu sao một hồi sau cô lại mở tên xếp khó ưa đó lên nói Em thích anh, hơn 10 năm rồi. Huy, anh sẽ cưới em chứ? Lời tỏ tình hư ảo này khiến khách mời cười ồ lên, rồi không hiểu sao, tên xếp của cô lúc đó tỉnh táo, vậy mà vẫn nói, anh đồng ý. Hai bên gia đình là hàng xóm thân thiết lâu năm, nên nay thấy con trai và con gái của mình ưng ý nhau, hai bên liền vui vẻ tay bắt mặt mừng, nhận xui xa, rồi còn hứa hẹn ra riêng tổ chức đám cưới cho hai người luôn. Điên rồi, thế giới này điên hết cả rồi, lời của người say mà cũng tin là thật được sao, cưới xin gì chứ, cô có chết cũng không lấy tên khó ưa đó. Bác gái ơi, bác trai gọi bác xuống ạ. À. Ừ, bác xuống ngay đây. Huy, con ngồi đây chơi với em nó đi. Vâng ạ. Ăn mặc bảnh tòn rồi dịt nước hoa thơm phức đồ. Sáng sớm đã chọc cho cô chửi rồi. Ngọc, không được ăn hiếp anh Huy đâu đó. Cô còn chưa mở miệng chửi câu nào mà mẹ đã quay sang lườm cô cháy mặt rồi. Giết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ đây nữa. Đợi đến khi mẹ xuống nhà rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô mới dám quay sang đẩy hắn ngồi xuống ghế, trận trừng mắt đăm đăm nhìn hắn. Ngọc, sao hôm nay em hung dữ quá vậy? Tên sếp này bình thường giữ như quỷ sứ, người gặp người còn sợ, mà sao hôm nay tự dưng đổi tính đổi nét, hiền lành một cách lạ thường vậy chơi. Sao anh lại để ba mẹ anh sang nhà tôi hả? Không để ba mẹ anh sang nhà em thì sao bàn chuyện cưới xin được chứ? Nói rồi Huy chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ vô số tội. Cô tức điên lên, thật muốn bóp chết tên khốn đang ngồi ở ngay trước mặt mình mà. Anh có yêu đương gì tôi đâu mà kết hôn hả? Ai nói không yêu em chứ? Ngọc, em yêu anh bao nhiêu năm thì anh yêu em bấy nhiêu năm. Tôi, tôi không có lúc nào yêu anh hết. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận bây giờ, tôi né anh còn không kịp, chưa ở đó mà yêu anh. Xin lỗi, tôi có bị khùng đâu mà đi yêu tên khốn suốt ngày khó ở, la giày tôi. Ngọc, anh la giày là vì muốn tốt cho em thôi mà. Em vì những lời đó mà giận anh sao? Tôi không có giận, tôi chỉ ghét anh thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội được lên mặt trời xếp. Cô liền đem những oán hận bấy lâu nay của mình phải chịu đựng, chút hết ra ngoài. Huy ngồi đó không dám lên tiếng cãi lại. Anh âm thầm ghi nhớ những điều cô không hài lòng về mình. Không phải tối hôm qua em nói Em thích anh 10 năm rồi sao Sao bây giờ lại phũ phàng quá vậy Anh vừa nói dứt câu Cô liền ôm bụng cười nắc nẻ Tên sếp này cũng dễ tin người quá ha Chỉ là lời nói bừa lúc say thôi Anh để ý làm gì chứ Không phải những lời nói ra khi say rượu Mới là những lời thật lòng nhất sao Mà thôi anh mặc kệ Yêu hay không thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh Lời nói ra trước mặt hàng trăm quan khách Không thể nào rút lại được Em dám gả anh dám cưới Ba mẹ hai bên dám nhận xuôi ra Sếp à, tôi không dám gả cho anh đâu. Tuy là anh ta ăn nói khó nghe thật đó, nhưng mà vẫn có hàng trăm cô gái ở trong công ty, mẹ anh ta như điếu đổ. Giờ cô mà cưới anh ta thì mấy người đó sẽ sát cô chết. Cô sợ lắm, không dám cưới đâu. Có anh bảo kê thì ai dám bắt nạt em chứ? Ngọc, em ngoan ngoãn sửa soạn đi, ra riêng hai đứa mình cưới nhau, đúng như mong muốn của ba mẹ hai bên. Con dâu cưng của mẹ, này là thẻ ngân hàng của thằng Huy, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con. Con cứ cầm lấy tiêu xài thoải mái, rồi ra riêng về làm dâu nhà mẹ nha mẹ của anh cứ dúi vào tay cô tấm thẻ ngân hàng của anh làm cô ngại gần chết cô từ chối hết mực nhưng bà vẫn khăng khăng bắt cô phải nhận bắt đắc dĩ cô chỉ đành đút thẻ vào túi huy ơi mấy ngày nữa ba mẹ ra nước ngoài du lịch ở nhà chỉ có mình em ngọc có gì con qua chăm sóc em ngọc rồi ba mẹ nha con gái của bà chỉ được cái to xác chứ nó còn dại lắm bà và ba nó còn đang lo không có ai chịu giúp nó đây may sao ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc không ngờ ngọc lại kiếm được tấm trầm ngon lành dữ vậy Thằng Huy con nhà bà Tư nổi tiếng là ngoan ngoãn, chăm chỉ, giỏi giang nhất xóm. Lấy được thằng Huy là phúc đức ba đời của nó. Không hiểu sao, nó còn chê ỏng chê eo được nữa. Dạ vâng ạ, bác trai bác gái hai người cứ yên tâm ra em Ngọc cho con. Con sẽ chăm sóc cho em Ngọc chu đáo nhất có thể ạ. Giờ này còn gọi là bác trai bác gái nữa, phải gọi là ba mẹ chứ. Dạ vâng, ba mẹ ạ. À. Anh bẽn lẽn thay đổi cách xưng hô, làm cả nhà cười ồ lên. Chỉ có mình cô là vẫn tối sầm mặt mũi, đăm đăm nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí tên này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa mấy ngày trước còn độc mồm độc miệng la giày cô vậy mà nay đã trở mặt anh thích em còn sẽ chăm sóc em ngọc thật chu đáo xạo hết sức à mà khoan đã có khi nào tên này làm việc nhiều quá cái đầu óc có vấn đề rồi không chứ không sao anh ta lại thích cô được nhỉ càng nghĩ cô càng đau đầu không thôi ngủ có một giấc thôi mà tự dưng dậy thấy mình sắp thành vợ của sếp tổng cơn ác mộng này đáng sợ quá alo ngọc ơi anh đang ở dưới nhà em này thay đồ rồi xuống lại đi không xuống. Tên điên anh chỉ là sếp của tôi, ở trên công ty thôi, chứ ở ngoài anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ. Anh nói xuống là tôi phải xuống liền sao? Hơ. cho anh đợi chết luôn. Ngọc, sao con còn nằm ở đây? Thằng Huy đang đợi con ở dưới nhà kìa. Kệ anh ta đi mẹ. Kệ gì mà kệ, thay đổi rồi xuống ngay cho mẹ. Con đó, cứ ý chuyện thằng Huy đã yêu con, thương con rồi làm can hoài. Mốt con rể vàng của mẹ mà sợ con quá rồi bỏ chạy mất rét Là mẹ đuổi con đi luôn đó. Mẹ làm gì mà cứ bênh anh ta chậm, chậm vậy? Con rể vàng của mẹ, mẹ không bênh nó thì bênh ai đấy chứ? Mẹ cho con 5 phút thay đồ, rồi xuống ngay cho mẹ. Con biết rồi. Không trốn được, cô chỉ đành hậm hực xuống nhà gặp anh. Sao nữa? Lên xe đi, anh dẫn em đi hẹn hò. Hẹn hò á? Tôi không rảnh, anh đi một mình đi. Gặp nhau ở công ty còn chưa chán hay sao? Mà giờ kêu cô ra ngoài với anh ta một mình nữa. Nghĩ tới cái cảnh đi được 5 phút lại nghe anh ta chửi một lần là thấy mắc mệt rồi. Thả ở nhà ngủ nướng còn hơn. Con gái yêu, nay con bận việc gì đó, Cô vừa quay đầu lại đã thấy hai vị phụ huynh đứng phía sau nở một nụ cười vô cùng hiền từ. Rồi thế giới này sao lại đối xử độc ác với cô dữ vậy này? Giết rồi không biết ai mới là con ruột của hai người đây nữa. Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò, ai sợ chứ? Cô hùng hổ leo lên xe, một người dám chở, một người dám đi. Trên suốt quãng đường đi, mặt cô cứ hầm hè như là sắp đi đánh trận vậy. Ghét anh đấy vậy sao? Hắn ta vậy mà lại cười hiền với cô. Tên yêu nghiệt này, khi mà không mở miệng ra, nói những lời khó nghe, thì nhìn cũng có chút đẹp trai đó Nhưng cô vẫn ghét hắn như thuở ban đầu Chứ còn gì nữa Sếp à hay là để tôi đi khám não thử nha Chứ không sao anh lại đột nhiên thích tôi được chứ Ai nói là bây giờ anh mới đột nhiên thích em chứ 7 năm trước anh từng gửi thư tình cho em rồi mà Anh có nhớ lộn cô với ai không vậy 7 năm trước cô có nhận được lá thư tình nào đâu chứ Lúc anh qua nhà em chơi Anh đã lén bỏ thư tình vào cặp của em Lá thư tình hình trái tim màu hồng đó Em không nhận được sao Cô dáng lục lại trí nhớ của mình một lần nữa Lá thư hình trái tim màu hồng, nghe hơi quen quen thì phải. À, cô nhớ ra rồi, lá thư định tình của chị hai cô và anh rể có hình dạng giống vậy đó. Không lẽ 7 năm trước anh ta bỏ thư tình lộn vô cặp của chị cô, chị cô đọc được rồi tưởng là của anh rể nên đi nói chuyện tình cảm với anh rể. Lúc đó anh rể mê chị hai của cô như điếu đổ, nhưng ngại chưa dám thỏ tình. Nhưng rồi tự dưng có cơ hội tốt như vậy, rơi xuống đầu nên anh rể nhận vơ, lá thư đó là của mình luôn sao? Không ngờ chỉ có một lá thư tình thôi mà viết ra được cả một câu chuyện dài ngoằn ngoèo như vậy luôn đã trời. Nghĩ đến chuyện là thư tình mình tốn một ngày một đêm để viết ra, lại rơi vào tay của một người khác, anh không khỏi buồn sầu. Nếu lúc đó anh tận tay đưa thư tình cho cô, thì có khi người làm đám cưới vào hôm trước là anh và cô rồi đã nhỉ. Lá thư tình mà anh viết, tôi từng đọc qua rồi, thật sự rất hay, rất cảm động. Quả không hổ danh là học sinh chuyên văn của trường chúng ta. Trao nhầm cũng tốt, chỉ ít là có thể giúp chị gái cô và anh rể vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp chứ để lá thư đó rơi vào tay cô thì chắc hai người không thể ngồi nói chuyện với nhau như bây giờ được đâu ngọc anh có điểm nào không tốt sao tại sao em lại không thích anh anh rất tốt nhưng con gái mà ai chẳng thích có một người bạn trai dịu dàng với mình chứ ngọc em cho anh chút thời gian đi anh nhất định sẽ vì em mà học được hai chữ dịu dàng là như thế nào hả cô ngẩn người nhìn anh người đàn ông độc miệng này thật sự thích cô nhiều đến vậy sao vì cô mà sẵn sàng thay đổi bản thân mình luôn sao Nghĩ đến đó tự dưng cô lại có chút xung động với anh ta rồi Ây, Linh Thiên thật đó Vừa nhắc đến anh chị hai Là hai người họ nhắn tin đến liền nè Thôi không đi chơi nữa Đi qua nhà hai người họ ăn trực đi Ờ, Vì bể lái chạy thẳng đến nhà tân hôn của anh chị hai Vốn Linh chỉ định làm một bữa cơm nhỏ Để gọi Ngọc đến hỏi chuyện tình cảm Đầy bất ngờ của em gái mình Sau hôn lễ của cô thôi Không ngờ vừa mở cửa ra Đã được gặp khách quý rồi Ngọc, nay dẫn Huy đến đây Là để chính thức công khai một quan hệ giữa hai đứa với anh chị hay sao? Không có, tại anh ta nghe nói ở đây có đồ ăn ngon nên mặt dày chạy theo em đến đây ăn trực đó. Thật sao? Nhìn cái mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của hai đứa nó, tự dưng cô muốn trêu chọc hai đứa nó một chút ghê. Huy, nghe nói là em muốn trở thành em rể của chị hả? Dạ vâng ạ. Vậy trước tiên, em phải vượt qua thử thách của chị cái đã. Dạ. Huy nhìn Linh nâm nấp lo sợ, không biết chị ấy sẽ đưa ra thử thách khó khăn gì cho cậu nữa đây. Đừng căng thẳng vậy chứ, thử thách của chị dễ lắm. Bây giờ em ở trước mặt anh chị, hôn em Ngọc một cái đi. Hả? Cô trận trừng mắt nhìn chị gái của mình, đến cả chị gái của cô cũng đối xử độc ác với cô như vậy sao? Ông trời ơi, sao số của cô khổ quá vậy nè? Cô quay sang lườm anh ý tứ thể hiện rõ ở trên mặt. Huy, anh mà dám hôn tôi, tôi đánh chết anh. Huy gãi đầu cười gượng, anh lén lén nháy mắt với Linh, nhờ chị ấy đánh lạc hướng ngọc dùng. Sau đó nhân lúc cô không để ý, anh liền quay sang hôn nhẹ lên môi cô, rồi vội bỏ chạy vào trong nhà. Cảnh hai người hôn nhau, vừa hay bị anh rể chụp lại được. Anh nhanh tay gửi cho ba mẹ vợ, ba mẹ ở nhà nhìn thấy cảnh này mừng hết cỡ cái con bé này được người ta hôn thích thế mồ mà cứ bề đặt làm bộ ủy khuất hoài à huy tên khốn khiếp nhà anh đây là nụ hôn đầu của tôi đó cô cầm chổi rượt đuổi theo anh khắp nhà anh chị hai đứng một bên xem kịch vui hai đứa này lớn già đầu rồi mà vẫn như con nít vậy đó ngọc vừa nãy em nói sai rồi đây không phải là nụ hôn đầu của em đâu chị hai chị nói gì mà kỳ vậy nụ hôn đầu của cô không phải là vừa nãy thì là lúc nào chứ không lẽ cô đã lãng quên đoạn ký ức nào rồi sao Nụ hôn đầu của em cũng là bị Huy cướp mất, nhưng mà là vào 5 năm trước cơ. Lúc đó Ngọc ôn thi đại học mệt quá, nên ngủ quên trên bàn học. Vừa hay đúng lúc Huy đem sách đến nhà cô, nhân lúc không có ai, cậu đã lén hôn trộm cô. Nụ hôn vừa dứt thì cũng là lúc Linh đi ngang qua. Bị Linh bắt gặp Huy trột dạ, chạy theo năn nỉ chị, nhờ chị che giấu chuyện này dùm. Không ngờ mới đó mà đã 5 năm rồi. Thôi, đừng nghịch nữa, và ăn cơm đi. Vâng ạ. Ngồi xuống bàn ăn rồi mà hai người vẫn không im lặng được cứ chốc chốc lại cãi nhau vài câu. Ngọc, ăn thêm rau đi em, đừng chăm chăm ăn thịt như vậy nữa. Đang ở trước mặt người khác mà anh vẫn rất tự nhiên gắp bỏ rau vào bát của cô. Cô quay sang nhìn anh trầm trầm, phụng vị gắp rau ra, bỏ lại vào bát của anh. Tôi không thích ăn rau. Không thích thì cũng phải cố ăn một chút chứ, tốt cho sức khỏe. Huy theo thói quen cũ, nhớ mày lên dọa nạt cô. Cô cũng không vừa, nhảy đồng lên giận dỗi. Chị ai? Chị nhìn anh ta hung dữ với em kìa. Anh không có mà, Giờ phút này Huy chỉ còn biết ôm đầu bất lực. Cô gái này càng chiều thì càng sinh hư mà. Cũng may chị gái cô là người rất thấu tình đạt lý. Rất nhanh, Linh đã buông đuổi xuống, quay sang cổ đầu em gái mình một cái. Em đó, thấy người ta thương em cái là được nước lấn tới. nhậm nhẽo kiểu đó ai mà chịu nổi hả? Thấy cô bị đánh, Huy cười thầm ở trong lòng. May quá, có người chị cô thay anh rồi. Ba mẹ đi du lịch đây. Huy ơi, có gì con chăm sóc em Ngọc dùm ba mẹ nha. Dạ vâng ạ. Từ lúc ba mẹ hai bên bàn chuyện cưới xin xong, anh lúc nào cũng cười ngây ngốc, ngoan nhiệt cuốn cưng, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Còn cô thì lúc nào cũng nhăn nhúm mặt mày lại, xem ra ác cảm của cô với anh không thể ngày một ngày hai là thay đổi được. Con lớn rồi, cần gì anh ta chăm sóc chứ? Đang khắp khởi mà nghe cô nói như vậy, mẹ cô mất vui, đánh nhẹ vào vai cô. Còn đó, chỉ được cái lớn xác thôi, chứ có làm được gì đâu. Cơm thì miễn cưỡng gọi là nấu được đi, nhưng còn đồ ăn thức uống, rồi dọn dẹp nhà cửa, có việc nào con làm ra hồn đâu. Giờ mẹ mà không nhờ con rể tương lai của mẹ chăm sóc cho con Thì xác định một tháng sau ba mẹ về Nhà mình chẳng khác gì bại xác Còn con nếu không mua cơm ở ngoài Thì chỉ có nước ăn cơm với nước mắm thôi Con rể tương lai của mẹ Vất vả cho con quá rồi Dạ không có gì đâu ạ Mấy việc mà cô ấy không biết làm Cậu đều làm xanh sỏi được hết Một người thích bày bừa Còn một người thích dọn dẹp Xứng đôi vừa lứa quá rồi còn gì nữa Sau khi tiễn ba mẹ cô ra sân bay xong Huy cứ nằm dài trong nhà cô Nhất quyết không chịu đi anh không về ba mẹ anh cũng không nói gì sao tối qua ba mẹ anh về quê chơi mất rồi bây giờ về nhà cũng chẳng có ai nên anh qua đây ở ké luôn nha không được nam nữ độc thân ở chung một chỗ không ổn lắm ngọc em lại quên rồi sao em hết độc thân rồi bây giờ cả cái xóm này ai cũng biết em là vợ sắp cưới của anh hết đó bây giờ chúng ta ở chung một nhà cũng chẳng có gì là lạ cả huy lên nẹo viện đủ lý do so để được ở chung nhà với cô cơ hội tiếp xúc nâng cao tình cảm ngàn năm có một này cậu dạy gì mà bỏ lỡ chứ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi để anh xuống bếp làm vài món đơn giản cho em ăn để tôi phụ anh nấu cơm cuối tuần không ai ở nhà chán quá nên cô lại đẽo theo anh vào bếp gọi là phụ cho sang vậy thôi chứ cô động tay vào vô cái nào là đổ bể cái đó làm rối tung rối mùi hết cả lên vậy nên huy mới nói cô ngồi im một chỗ là đã giúp anh nhiều lắm rồi cô ngồi một góc đăm đăm nhìn đôi bàn tay thoan thoát của anh đang làm việc từ nấu cơm rửa chén đến dọn dẹp bếp việc nào anh cũng làm tốt hơn cô gấp trăm lần huy hay là anh tìm đối tượng khác để kết hôn đi chứ lấy chồng giỏi quá tôi cảm thấy áp lực dữ lắm anh cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà em phải lo lắng chứ hơn nữa anh lấy vợ về là để yêu thương cưng chiều cô ấy chứ có phải là để cô ấy giúp anh làm những công việc nhà này đâu sau này hai đứa lấy nhau về nếu anh rảnh thì anh sẽ dọn dẹp còn không thì anh sẽ thuê người giúp việc đến làm những chuyện này em không cần phải bận tâm làm gì việc quan trọng nhất em cần làm chính là yêu anh và quan tâm anh mà thôi ngọc em đã nguyện ý cả cho anh chưa phải đợi xem biểu hiện của anh trong một tháng nay Rồi tôi mới đưa ra quyết định được Đàn ông các anh toàn hứa hẹn là giỏi thôi Chứ có mấy ai thực hiện được đúng lời hứa của mình đâu Hai chữ dịu dàng anh vẫn còn chưa học xong Nên các thứ khác từ từ rồi tính đi Ngọc ơi, chị mang thức ăn qua cho em này Nghe tin bà mẹ đi du lịch một tháng xong mới về Linh lo sợ em gái mình sẽ bị chết đói Nên nấu thêm một phần cơm Mang đến cho em gái Không ngờ cô lại đến không đúng lúc như vậy Hai đứa đang ngọt ngào mà chị lại chết ngang vào Chị vô duyên quá, xin lỗi hai đứa nhiều nha Em với anh ta chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi mà, ngọt ngào hồi nào chứ? Ừ thì không ngọt ngào đâu, nhưng trên mặt em lại hiện lên bốn chữ vui mừng và hạnh phúc rồi kia kìa. Chị đáng trí quá, sao lại quên mất chuyện em có một người chồng toàn năng ở bên cạnh rồi nhỉ? Sau này chắc không cần chị phải lo lắng cho em nữa đâu. Cơm nấu xong rồi, chị hai hay là chị ở lại ăn cơm cùng bọn em luôn đi? Thôi khỏi, chồng chị đang đợi chị ở nhà rồi, mà cho dù anh rể em không có ở nhà thì chị cũng chẳng dám ở đây làm kỳ đà cản mũi hai đứa đâu. Ba mẹ nói rồi, một tháng này phải cố gắng thúc đẩy tình cảm giữa hai đứa, để kịp tiến độ, ra riêng tổ chức đám cưới luôn. Bây giờ quan hệ hai đứa đã tốt đẹp lắm rồi, xem ra không cần phải đợi tới hết tháng nữa. Chừng bữa nữa là em chết mê chết mê thằng Huy rồi. 11 giờ đêm, khi mọi người đang dần chìm vào trong giấc ngủ yên bình, thì bỗng dưng bên ngoài nhà cô lại phát ra một tiếng đập cửa dữ dội, khiến cô hoảng sợ vô cùng. Không dám một mình ra xem, xem là ai đang đập cửa, nên cô chui tọt vào phòng anh, gọi anh dậy giúp đỡ. Huy, anh ra ngoài xem thử đi mà. Không đi đâu, anh cũng sợ lắm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ai cũng nhát gan như nhau cả. Nói tới nói lui, đẩy qua đẩy lại một hồi. Cuối cùng hai người quyết định cùng nhau ra ngoài xem rốt cuộc là kẻ nào nửa đêm nửa hôm lại đến gõ cửa nhà họ. Ngọc ơi, mở cửa cho anh đi Ngọc ơi. Người ta gọi em ra mở cửa kìa Ngọc. Em đâu có quen ai giọng nói như này đâu. Huy, anh ra mở cửa đi, em ở phía sau im trợ anh. Cô đẩy anh lên phía trước, tìm anh đập bình bịch theo từng tiếng gọi của người bên ngoài cửa. Người anh run lên từng hồi, một chiếc khóa cửa thôi mà anh mất hơn 5 phút mới mở xong. Cậu, tại sao cậu lại ở trong nhà của em Ngọc vậy? Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi người đàn ông kia vừa tắt. hủy sững người, nhìn người đang đứng ở ngay trước mặt mình. Anh nhất thời cứng họng không nói nên lời. Thấy không có động tĩnh gì, sự tò mò lẫn át sự sợ hãi của cô. Cô lấy hết dũng khí thở đầu ra xem tình hình. Mới có 10 năm không gặp thôi, mà hai đứa em thay đổi nhiều quá. Anh, anh Đăng, anh về hồi nào vậy? Sao không báo với tụi em một tiếng nào hết vậy? bỏ vũ khí xuống ngọc khí hừng chạy ra chào đón anh đăng đăng theo thói quen cũ vươn tay ra chờ cô chạy đến ôm chầm lấy mình nhưng tiếc là 10 năm đã trôi qua đã có quá nhiều thứ thay đổi giờ đây người nhà vào lòng anh lại là huy chứ không phải là ngọc huy tôi nhớ là lúc trước cậu ghét tôi lắm mà sao giờ chào đón tôi nồng nhiệt vậy thích vậy đó mà khuya rồi sao anh không về nhà của anh đi tự dưng đến nhà của chúng tôi gây rối làm gì hả huy khó chịu nói chuyện cộc cằn với người bạn thuở nhỏ của mình sao không đợi đến lúc anh với Ngọc làm đám cưới xong xuôi rồi hãng về chứ? Sớm không về, muộn không về, lại về vào đúng lúc, chắc không phải là vì cậu ta muốn cạnh tranh với anh đó chứ? Càng nghĩ, anh càng thấy buồn lòng. Hành trình đưa người mình thương về nhà giấu đi, lại xuất hiện thêm một viên đá lớn cản đường rồi. Anh phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi. Ngọc, em với cậu ta từ khi nào lại trở nên thân thiết dữ vậy? Còn nhớ một tuần trước, khi đang nhắn tin với Ngọc, Ngọc còn nói xấu huy quá trời, mà sau nay hai người đã về chung một nhà rồi. Anh đã bỏ lỡ điều gì sao? đăng cậu bảo về sớm hơn một chút là được thấy cảnh em ngọc cầu hôn tôi rồi đó vừa nói huy vừa hất mặt lên trời dương dương tự đắc nhìn thấy ghét vô cùng cô không nhịn được vỗ nhẹ vai anh một cái đánh cái gì anh nói đúng sự tình ngày hôm đó thôi đúng 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 anh nói gì cũng đúng hết được chưa cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh cái tên khốn này nói ít đi một chút thì chết hay sao vậy đi đâu cũng bô bô kể chuyện đêm say hôm đó cho người khác nghe làm cô không biết giấu mặt vào đâu hết cũng khuya rồi cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi tạm biệt chưa nói được mấy câu huy đã dở chừng đóng sầm cửa lại không cho ngọc tiếp xúc với đăng ngọc em vẫn còn quan lại với anh ta sao ừm tuần nào cũng nhắn tin với nhau hai ba lần gì đó sau này bớt nhắn tin với cậu ta lại đi nửa đêm nửa hôm gặp phải chuyện bực mình mặt huy đỏ bừng hết cả lên cô thấy vậy ôm bụng cười khúc khích anh ghen sao ghen gì mà ghen chứ ngoài anh ra thì có ai chịu nổi cái tính ẩm ương của em đâu mà lo Xếp à gương mặt tái nhật của anh đang bắn đứng lại những lời anh nói đó ghen quá trời ghen luôn mà còn cứ giả vờ giả vịt hoài à được rồi tôi phải chọc anh nhiều một chút cho vui nhà vui cửa mới được nhìn gì mà nhìn đi ngủ đi anh không giữ cái gì chứ anh đi ngủ trước đi tôi qua nói chuyện với anh đang đây bị chọc tức chết anh thẹn quá hóa giận sức mạnh đột nhiên bộc phát anh chỉ dùng một tay thôi cũng đủ để nhấc bổng cô lên huy anh điên à mau thả tôi xuống khuya rồi làm mà đi ngủ đi mà còn đi làm nữa chị nguyên ơi sao tiền lương tháng này của em chưa có nữa vậy tiền lương của em do sếp huy quản lý có gì thắc mắc thì em qua hỏi sếp huy đi mà chắc không có gì thắc mắc đâu nhỉ tiền lương của chồng tiền lương của vợ đều là một thôi sớm muộn gì thì sếp huy chẳng đưa cho em quản lý hết nhân viên nữ trong công ty này nhìn cô mà phát khen người gì đâu may mắn dữ vậy lúc nhỏ thì được làm thanh mai trúc mã với sếp lớn lên đi làm mới hơn một năm thôi mà đã sắp được làm bà chủ rồi không biết cô đã tu được bao nhiêu kiếp rồi mà kiếp này ăn nhàn sung sướng quá vậy họ mà được một phần may mắn của cô thôi cũng đủ để vui mừng hết lớn rồi Người người, nhà nhà đều chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh ta nên vội vàng cho rằng cô là người may mắn. Chứ thực chất cô cũng khổ sở lắm trước bộ. Anh ta khó ở, trái tinh trái nết làm cô phiền muộn đủ đường hết đó. Sếp à, tiền lương tháng này của em bao giờ mới có vậy? À, tiền lương của em anh chuyển qua lâu rồi mà. Làm gì có chứ? Cô đem bản sao kê tài khoản của mình ra cho anh xem. Hai tuần rồi vẫn không có ai chuyển tiền vào cho cô hết. Cô sắp chết đói rồi đó. Không phải là tài khoản này, tiền lương của em nằm trong tài khoản mà hôm bữa anh đưa cho mẹ em đó. Sau này tài khoản đó sẽ là tài khoản chung của cả hai đứa mình, tiền mà chúng ta kiếm được sẽ chuyển vào tài khoản đó. Em có thể tiêu xài thoải mái nhưng không được quá lãng phí đâu đó. Anh tin tưởng giao tiền của anh cho tôi quản lý sao? Ừ, chồng giao tiền cho vợ quản lý thì có gì lạ sao? Nghe hai chữ vợ chồng thốt ra từ miệng của Huy, cô khẽ rùng mình, chẳng thà anh ta cứ mắng cô như trước kia, có khi còn tốt hơn đó, chứ bây giờ mỗi lần mà anh ta nói lời ngọt ngào với cô là cô lại nổi hết cả da gà lên còn đáng sợ hơn cả việc phải nghe chửi nữa ngọc chiều nay tan làm về đi hẹn hò không em chiều nay tôi có hẹn với người khác rồi đừng nói là hẹn với anh đăng đó nha sao anh biết hay vậy câu trả lời vô tư của cô đã khiến mặt của ai kia đen như đít nổi vậy suốt ngày anh đăng hoài anh ta có gì tốt đâu chứ không được đi chiều nay em ở lại tăng ca cho anh tôi làm xong công việc của mình hết rồi còn gì đâu mà tăng ca không còn việc gì làm thì ngồi đây ngắm anh tăng ca cũng được tuyệt đối không được đi riêng với đăng lại nữa rồi, cái tên xếp khốn kiếp này không thấy chán hả trời? Bởi vì sự ghen tuông của anh ta mà có phải hủy hẹn với anh Đăng không biết bao nhiêu lần rồi đó. Đừng xị mặt nữa, hồi nãy anh gọi điện cho Đăng để chuyển lịch hẹn sang ngày mai giúp em rồi. Đừng tưởng bở tại ngày mai anh có thời gian dành để đi theo hai người nên mới để cô gặp cậu ta thôi. Chứ ngủ gì để hai người đi riêng cho anh mất vợ như chơi à? Hôm nay Ngọc thật thà lạ lùng. Anh nói dẫn kêu cô ngồi ngắm anh tăng ca thôi. Ai mà ngờ cô lại ngồi thật Đôi mắt tròn xe của cô cứ đăm đăm nhìn anh, làm anh không có cách nào tập trung làm việc được. Mới có hơn 6 giờ tối thôi mà anh đã phải tắt máy tính, thu dọn đồ đạc tan ca. Thấy vẫn còn sớm nên thay vì lái xe về thẳng nhà, anh đã chở cô đi dạo phố một lát. Lúc đi ngang qua một số quần áo xa xỉ phẩm, cô cứ nhìn chằm chằm vào những bộ đồ trong xốp với một ánh mắt mong muốn vô cùng. Thấy thế, anh liền dẫn cô vào xốp để tùy ý cô chọn lựa những món đồ mà cô thích. Đây xem như là anh tặng quà sinh nhật sớm cho cô đi. Nhưng có lẽ do hôm nay hai người mặc đồ có hơi quê mùa nên nhân viên ở đó chẳng mấy niềm nở. Cô muốn lấy đồ nhỏ hơn một sai mà hỏi khan cả cổ, vẫn không có một nhân viên nào đoái hoài đến cô. Thấy vợ sắp cưới của mình bị khinh thường như vậy, máu điên của Huy nổi lên, anh đập bàn một cái thật mạnh, khiến nhân viên trong shop giật mình, đồ dồn sự chú ý về anh. "Gọi quản lý của mấy người ra đây cho tôi." Lại cúi đầu im lặng, nhân viên chỗ này quá xem thường khách hàng rồi. Hết cách, anh chỉ đành rút điện thoại, gọi thẳng cho bạn thân của mình, ông chủ của chuỗi trung tâm thương mại này tầm vài phút sau giám đốc của trung tâm thương mại được điều đến để giúp anh giải quyết rắc rối đến lúc này rồi đám người chỉ biết nhìn về bề ngoài kia mới chịu phục vụ anh và cô nhưng đã quá muộn rồi chuyện tốt mà bọn họ làm đã đến tay ông chủ đương nhiên là bọn họ đã bị đuổi đi một cách không thương tiếc rồi còn với cô trong cái rủi cũng có cái may được cửa hàng tặng cho quá trời đồ để tạo lỗi đống đồ miễn phí này có khi bằng cả nửa năm trời tiền lương của cô đó chứ đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy việc quen biết một tên sếp khó ưa này cũng là một cái lợi đó ôm đống đồ trên tay cô vui vẻ lắm ngồi trên xe cứ nhìn anh tùng tìm cười bị sỉ nhục mà có người ra mặt bảo vệ rồi có được thêm đống đồ mang về nữa thì sung sướng quá đã chứ ước gì mọi người cứ sỉ nhục cô trước mặt anh ta để cô có thêm đồ hiệu thì tốt biết mấy ngọc bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu em đi đừng vì vài bộ đồ hiệu mà để người ta bắt nạt em vài bộ đồ hiệu này đối với anh không là gì nhưng đối với tôi là cả cuộc sống đó nhiều khi tôi còn vì một món đồ mình thích mà nhịn ăn nhịn mặc suốt 2-3 tháng trời nữa cơ Nói thật đây là lần đầu tiên tôi có nhiều đồ đẹp như vậy cùng một lúc đó. Em thích vậy sao? Ừ. Thôi được rồi, không cần nhận ăn nhận mặt nữa. Sau này mỗi tháng tôi sẽ mua cho em một món đồ mà em thích. Thật sao? Thật. Sếp Huy này có bao giờ thất hứa với em không? Sếp à, yêu anh nhiều lắm luôn đó. Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh, đặt lên má anh một nụ hôn dịu dàng. Anh trợn trừng mắt nhìn cô không nói lên lời. Sao vậy? Anh không thích sao? Không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Ngọc, vậy là em đồng ý ở bên anh rồi sao? cũng không hẳn là đồng ý vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa cô vẫn lấp lửng không muốn xác lập quan hệ với anh anh cũng không ép cô phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời chỉ cần cô không ghét anh mỗi ngày thích anh nhiều thêm một chút một chút là anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi Dù cho anh là ngày vui chẳng thể kéo dài lâu vì tình địch của anh đã ngồi chủ trực trước cửa nhà đợi hai người về xe của anh vừa dừng lại là đang liền cầm theo một túi ăn vặt lớn chạy ra chặn đường ngọc em gái ngồi xuống tắm chuyện với anh một lát được không được đó vứt mấy túi quần áo sang cho Huy cầm, cô thoải mái ngồi ngoài ghế đá nói chuyện với Đăng, lúc nói chuyện với Đăng cô hoàn toàn thoải mái, chứ không có chút dè dặt nào như khi nói chuyện với anh, anh có hơi nhạy cảm nên có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt này, cơn ghen nổi lên, anh xông ra chen vào giữa hai người. "Sao vậy? Bộ chuyện hai người nói anh không thể nghe được sao? Không phải, anh thích thì cứ ngồi đi." Hai người lại tiếp tục ngồi thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của anh, anh nhiều lần ho khẽ để nhắc nhở cô nhưng cô chỉ quay sang lườm anh một cái rồi thôi. Chuyện đến nước này rồi, anh không thể nhịn nổi nữa. Dùng sức bế bổng cô lên, đem cô vào nhà xấu đi. Tôi với anh đang chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh đừng có hở chút là ghen bóng ghen gió có được không? Em xem anh ta là bạn bè, nhưng còn anh ta, anh ta có xem em là bạn bè hay không? Hay là lại có ý đồ gì khác? Cả cái xóm này, ai chẳng biết anh ta có ý đồ với cô từ lâu. Năm đó, lúc tiễn cậu ta ra sân bay, người duy nhất cậu ta ôm tạm biệt là cô. Người duy nhất mà 10 năm qua, cậu ta vẫn giữ liên lạc cũng là cô rồi làm gì có chuyện không có lý do gì mà cậu ta tự dưng về nước chứ là do ba mẹ của cậu ta gọi sang báo là anh và cô sắp kết hôn rồi nên cậu ta mới lật đật chạy về nước để hõng tay trên cướp bắt người phụ nữ của anh thủ đoạn của anh ta ai cũng nhìn ra hết chỉ có mình cô ngây ngô không nhận ra thôi huy anh có thích tôi thật không chuyện này thì có liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang nói chứ huy trả lời tôi đi cô quát lớn hàm hàm nhìn anh anh nuốt em miếng lý nhí trả lời Đương nhiên là có rồi Chuyện này rõ như ban ngày rồi mà em vẫn còn nghi ngờ sao Vậy tại sao anh không bao giờ chịu tin tưởng tôi Huy tôi chỉ vừa mới mở lòng với anh không bao lâu Anh đã bắp nghẹn lòng tôi rồi Mỗi ngày phải đối mặt với sự ghen tuông quá mức của anh Tôi thật sự rất mệt mỏi Tôi đã tôn trọng cuộc sống riêng tư Tôn trọng các mối quan hệ của anh rồi Hy vọng anh cũng tôn trọng cuộc sống của tôi Đúng là tôi có hơi ngốc thật Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra các mối quan hệ bên ngoài của mình Nên duy trì ở mức nào Và tôi cũng tự ý thức được Khi chấp nhận ở bên cạnh anh Tôi có bổn phận và có trách nhiệm gì Vậy nên, anh không cần lúc nào cũng phải trông tôi như trông trẻ, ngày ngày nấp nấp lo sợ khi thấy tôi nói chuyện cùng với người khác. Huy, tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này. Ngọc, anh xin lỗi, tại vì anh yêu em quá nên mới ghen tuông mù quáng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em đi cùng với người khác giới, anh đã dặn lòng mình, đây chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè bình thường thôi mà không cần phải lo lắng đâu. Thế nhưng những lúc đó, con tim lại lấn át lý trí của anh, anh mất khống chế nên nhiều khi nổi cơn ghen vô cớ, khiến em buồn lòng và ghét anh nhiều hơn ngọc anh biết sai rồi sau này anh sẽ cố gắng sửa đổi em đừng vì chuyện này mà buông tay anh nha thôi không nói nữa tới giờ gọi cho ba mẹ rồi kìa ba mẹ hai bên hình như đã bàn bạc trước với nhau hết rồi thì phải kêu đi chơi một tháng rồi về mà giờ đã một tháng rưỡi rồi vẫn chưa chịu về nữa mà đã vậy rồi còn bắt mỗi tối phải gọi điện cho hai bên nữa cơ để cân bằng thời gian cho hai bên cô và anh còn phải lên lịch để gọi điện nữa hai từ sáu gọi cho ba mẹ cô ba năm bảy gọi cho ba mẹ anh còn lại chủ nhật để hai người nghỉ ngơi vui đùa mà ngộ lắm nha, lúc gọi cho ba mẹ cô thì ba mẹ cô chỉ chăm chăm lo cho Huy, bỏ mặc đứa con gái đáng thương là cô đây, ở một góc. Còn lúc gọi cho ba mẹ của anh, ba mẹ anh lại quan tâm cô hơn, quan tâm con ruột. Hai người cứ như là đang cháo gia đình cho nhau vậy đó. Hôm nay là thứ sáu, theo lịch là phải gọi cho ba mẹ của cô. Điện thoại vừa kết nối với nhau xong, câu đầu tiên mẹ cô hỏi lại là Con rể vàng của mẹ, nay đi làm có mệt không con? Cô nhìn mà thèm thuồng, ước gì lúc quay sang nói chuyện với cô, cũng ngọt sớt như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng không, lúc nào nói chuyện với cô mẹ cũng cần giọng cho giọng thật chua chát ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời anh Huy không được phá làm phá xóm nha con gì vậy trời cô có làm gì đâu mà sao lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu về cô hết vậy cô thầm gào thét ở trong lòng chứ không dám nói ra ngoài sợ mẹ cô lại chửi cô thêm nữa ba mẹ hai người yên tâm dạo này em ngọc ngoan lắm ngồi nghe ba người họ nói chuyện với nhau mà cô có cảm giác như trong mắt mọi người cô vẫn là đứa con nít vậy đó trời ba mẹ cô dặn anh chăm sóc cho cô mà chẳng khác nào như đang dặn anh chăm sóc trẻ con lên ba vậy đó. Ngồi nó đến hơn 10 giờ tối mới chịu thôi. Vậy là một ngày của cô kết thúc nhạt nhẽo như vậy đó. Cô có tật xấu đó chính là thỉnh thoảng gặp áp lực quá thì khi ngủ cô sẽ bị mộng du. Huy cũng biết được tật xấu đó của cô, thế nên tối nào anh cũng chốt cửa phòng cẩn thận rồi mới đi ngủ. Chỉ có hôm nay anh mệt quá nên quên bén đi mất. Không ngờ lúc 2 giờ sáng cô lại bị mộng du, xông thẳng vào phòng của anh. Đang ngủ tự dưng có thêm một bàn tay ấm áp đặt lên bụng của mình. Anh giật mình vội ngồi bật dậy. Ngọc, dậy đi em, Ngọc. Anh có gọi kiểu gì cô cũng không chịu dậy Hết cách anh chỉ đành nhường giường lại cho cô Thế nhưng cô vẫn không biết điều Mộng du rồi mà vẫn cứ thích trêu tức anh Anh ôm chăn gối ra phòng khách ngủ Ngủ chưa được 5 phút cô đã đi ra Móng tay sắc nhọn của cô bấu vào bụng của anh Khiến anh đau nhói nhưng vẫn phải cố nhịn xuống Cứ thế hai người đã cùng nhau trải qua một đêm không mấy vui vẻ Sáng hôm sau thức giấc Thấy mình đang ngủ ngồi ở ngoài phòng khách Cô dừng đôi mắt ngây thơ vô số tội Quay sang nhìn người bên cạnh Tối qua em lại bị mộng du Hại anh có một đêm không ngủ, bây giờ mỏi chết đi được. "Huy, xin lỗi anh nhiều nha." Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Dạo gần đây, công việc ở công ty với chuyện cá nhân ở nhà khiến cô đau đầu nhức óc, áp lực quá nên mới bị mộng du lại. Cô nhớ là tối qua cô đã khóa cửa phòng cẩn thận rồi, mà không hiểu sao trong cơn mộng du cô vẫn thoát ra được, gây ra nhiều phiền phức cho người xung quanh mình. Để chuộc lại lỗi lầm đêm qua, cô đã tự giác xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Tuy là bữa ăn sáng có hơi đơn giản, chỉ có trứng chiên và sữa thôi nhưng toàn bộ tâm huyết của cô đều đặt vào trong đấy hết đó. Đồ ăn mà cô nấu, Huy đương nhiên là không thể nào chê được rồi. Anh ăn một lát là xong, thấy anh mệt mỏi như vậy, Ngọc đã chủ động gọi cho Đăng để lùi lại lịch hẹn. Trong thời gian rảnh rỗi, cô đã ngồi bên cạnh ngắm anh ngủ say, thỉnh thoảng thấy khóe môi của anh có hơi cong lên, cô bất giác cũng cười theo. Sao càng ngày cô càng thấy anh ta đẹp trai hơn là sao ta? Không lẽ người tình trong mắt hóa tay thi thật sao? Ngọc, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt si tình đó nữa, anh áp lực lắm. Thật không ngờ chỉ sau một tháng rưỡi ngắn ngủi thôi mà cô đã thay đổi quá nhiều. Mối quan hệ giữa hai người tiến triển tốt đến thế này rồi thì có lẽ nên để ba mẹ hai bên trở về được rồi đó. Để tránh tình trạng Huy lại ghen bóng ghen gió nữa nên cô đã mời thêm cả anh chị hai đi chơi cùng. Năm người đi chơi cùng nhau đang bị kẹp ở giữa thành người khó xử nhất. Ngọc uống nước đi em. Đang chủ động mở nắp chai nước đưa đến cho cô. Cô còn chưa kịp nhận lấy, người kia đã chạy đến, giật lấy chai nước, một hơi uống hết phân nửa rồi lại đưa lại cho cô, khinh khỉnh vỗ vai đăng. Cậu ta mở nắp chai nước cho Ngọc thì đã sao chứ? Anh đã chạm môi vào chai nước đó trước rồi. Khi cô uống nước, kiểu gì cũng sẽ đụng vào chỗ anh từng đụng môi, thì đó hai người sẽ gián tiếp hôn nhau. Kiểu hôn này ngọt ngào quá rồi còn gì nữa? Đang không còn biết nói gì nữa, cậu chỉ đành gượng cười lắc đầu đầy bất lực. Thấy bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Linh vội nháy mắt với chồng, ra hiệu để chồng tìm cách tách ba người họ ra. Thật không hiểu nổi em gái của cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nghĩ sao mà mời cả Đăng và Huy đi chơi cùng một lúc được vợ trời. Nhân lúc không ai để ý, Linh kéo Ngọc ra một chỗ vắng người để chất vấn hỏi tội con bé. Ngọc, em để hai người họ đi cùng nhau, không gửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc à? Chị hai, chị cứ nói quá không à, em thấy vẫn bình thường mà. Nghe hai chữ bình thường thốt ra từ miệng em gái, Linh tức đến mức muốn thổ huyết ra luôn rồi. Đến mức này rồi mà vẫn còn cho là bình thường, con bé này quá thiếu sự tinh tế rồi. Ngay từ lúc chạm mặt nhau, hai người họ đã ngầm đấu đá nhau không ngừng rồi. Ai cũng nhận ra, chỉ có mình con em ngốc nghếch của cô là không nhìn xa thôi. Ngọc, Em thích ai thì thẳng thắn công khai ra đi, để người còn lại thấy khó mà rút lui. Chứ cứ để ba người lún sâu vào mối tình tay ba đầy oan trái này thì sớm muộn gì tình bạn bao năm qua của ba đứa cũng sẽ tan vỡ thôi. Tan vỡ bình thường thì còn may, chứ lỡ mà có đứa nào biến chất, bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy người mình yêu thì người khổ sở nhất trong chuyện này chính là đứa em gái gốc ngách của chị đó. Em tự biết mình nên làm gì mà, chị không cần phải lo. Ngọc vẫn giữ nguyên bộ dạng rừng rưng, làm linh cạn lời. Liệu có phải là con bé này đang có toàn tính gì khác không? Chứ người bình thường làm sao có thể ngu đến cỡ này được chứ ngồi trên bàn ăn sự đầu đà giữa huy và đăng càng thể hiện rõ ràng hơn ngọc ăn món này đi em cả hai đồng thanh đồng lòng gấp thức ăn và bát cho ngọc sau mắt đăm đăm nhìn nhau cuối cùng ngọc cũng thấm thía từng câu từng chữ mà chị hai đã nói ra chẳng thể đắc tội với hai người ngay được ngọc chỉ đành gấp cả hai món bỏ vào miệng cùng một lúc một cây một chua thật khiến cô muốn khóc thét mà thấy cô bị sặc hai người cùng lúc đưa nước đến trước mặt cô hai luồng sát khí lại đổ dồn về phía cô cô khó xử tự vừa lấy chai nước khác tự mở tự uống cho lành. Sau buổi tối đi chơi đó, trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói của chị hai, cô không thể nào giả ngu thêm được nữa, đã đến lúc phải đối diện với sự thật mất lòng kia rồi. Tối đó, nhân lúc Huy đã ngủ say, cô lên lén nhắn tin hẹn Đăng ra ngoài nói chuyện, Đăng vẫn như mọi khi hòa nhã nhìn cô, còn cô chẳng còn cá lơ cả phất như mọi lần, hôm nay cũng nghiêm túc đến lạ, làm Đăng có hơi chột dạ. Ngọc, có chuyện gì vậy em? Sao em lại nhìn anh như tội phạm vậy? Đăng, sáng nay em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ anh rồi lần này đang về đây không phải chỉ về chuyện cô và Huy sắp kết hôn mà là vì công việc kinh doanh của Đăng ở nước ngoài thất bại, anh đang nợ người ta một khoản tiền lớn và cách để trả nợ mà anh nghĩ ra đó chính là lợi dụng cô, dùng mọi thủ đoạn để cưới cô về, sau đó tìm cách dỗ ngọt cô, lấy đi hai miếng đất ở trung tâm thành phố mà ba mẹ cô dự định cho cô khi cô lấy chồng để bán đi lấy tiền trả nợ. Đăng, chuyện anh làm ăn thua lỗ ở nước ngoài em đã sớm biết rồi. mấy ngày nay khi nói chuyện em luôn cố gắng xò hỏi để xem anh có cần em giúp gì không không ngờ đáp trả lại lòng tốt của em lại là những thủ đoạn xấu xa kia. Đăng, em thật sự rất thất vọng với anh. Bạn lâu năm chưa chắc đã là bạn tốt, nhờ Đăng mà cô đã sáng mắt ra, sau này cô sẽ bớt tin người hơn trước. Bí mật đã bị phát hiện, cá chết lưới sách, trong một phút thiếu suy nghĩ, Đăng đã lao đến ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng lại. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt của người đang lấp ló ngoài kia, cảnh tượng không mấy vui vẻ lọt vào mắt của Huy lại trở thành một cảnh tình cảm, mèo mà gà đồng. Huy chẳng làm loạn như mọi lần nữa, anh lặng lặng rời đi, thấy bóng lưng cô độc của Huy ngày càng xa dần, đến mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng. Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy người đàn ông cao lớn ra, đằng chơi với, ngã ngửa xuống đất, ôm lấy cánh tay bị chảy xước của mình, đang cười ngặt ngẽo. Ngọc, giờ em có giải thích kiểu gì thì thằng Huy nó cũng sẽ không tin em đâu. Đúng là Đăng có hơi tính đến chuyện lợi dụng cô thật, nhưng tình cảm mà Đăng dành cho cô cũng bảy tám phần là thật. Nếu cậu ta không có được cô, thì Huy cũng đừng mơ mà có được. Huy, em biết anh đang ở trong đó mà, Huy, anh hãy bình tĩnh em giải thích cho được không? Nửa đêm nửa hôm mà cô đập cửa nhà anh, ồn ào làm hàng xóm láng giềng thức giấc, mọi người đổ xô ra mắng cô. Cô biết mình đang làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng cô thực sự hết cách rồi. Anh đã đưa số điện thoại của cô vào danh sách đen, làm cô không có cách nào liên lạc được với anh. Bây giờ cô chỉ có thể đứng đây, dựa vào sức ép của mọi người để bắt anh mở cửa. Huy, mở cửa ra đi mày, để bà con còn đi ngủ nữa. Huy, mày mà không chịu là tao bắt con Ngọc lên đồn luôn đó nha nửa đêm nửa hôm rồi có giận hờn gì đóng cửa lại tự giải quyết với nhau đi chơi ồn ào vậy ai chịu nổi chứ nửa đêm nửa hôm cả một cái xóm phải nháo nhào lên vì một cặp đôi sắp cưới giận hờn nhau cảnh tượng này khiến người đi đường nhìn vào vừa thương vừa buồn cười quá trời quá đắt luôn bị mọi người chửi nhiều quá hết cách huy chỉ đành hé cửa ra để kết thúc mọi chuyện đạt được mục đích của mình rồi ngọc vui mừng rối rít cảm ơn mọi người sau đó hấp tấp chạy vào trong nhà hết chuyện rồi ai cũng giải tán ngay trong lòng ai cũng nghĩ thầm Mốt hai đứa này mà về chung một nhà thì chắc cả cái xóm này khổ sở lắm đây. Bước vào nhà, nhìn nấm đồ đạc ngổn ngang dưới chân anh, cô có hơi hoảng. Anh ấy nổi điên thế này rồi thì cô có giải thích hết lời, hết sức, anh ấy cũng sẽ không nghe lọt tai nổi đâu. Cô ngồi ép vào một góc, không dám động đậy. Trước mắt cứ đợi đến khi anh ấy bình tĩnh hơn rồi hãng tính đến chuyện còn lại. Cô không nói, Huy cũng chẳng buồn quan tâm đến cô. Anh ngồi trên ghế sofa, hùi hết lon bia này đến lon bia khác, uống hết khi mặt mũi đã đỏ bừng, không còn biết trời trăng gì nữa thì anh mới bắt đầu mở miệng. Bây giờ nhìn tôi thảm hại lắm đúng không? Đừng đừng là xếp tổng của một công ty mà bây giờ lại bị bạn gái cắm sừng ngay trước mắt. Muốn mở miệng nói ra hai chữ chia tay, nhưng nghĩ lại người ta có bao giờ công nhận mình là bạn trai đâu mà có tư cách nói ra hai chữ đó chứ. Không yêu thì đừng có đối xử tốt với người ta, đẩy người ta lên chín tầng mây rồi đạp thẳng xuống đất. Ngọc, em có biết là việc em làm độc ác lắm không hả? Khoảnh khắc nhìn thấy em và cậu ta ôm nhau tình tứ, tôi gần như phát điên lên. Nếu không phải vì chút tự trọng cuối cùng, thì tôi đã lao đến đánh chết tên kia rồi. Ngày mai, ba mẹ có gọi đến hỏi tại sao chúng ta muốn hủy hôn, thì em cứ nói là tại tôi hết đi. Đừng để ba mẹ biết sự thật. Chút hết những điều khó chịu trong lòng xa, xong Huy ôm mặt khóc sưng sức. Sau tất cả tâm tình 10 năm của anh, cũng chẳng thể đổi lại được một chút động tâm của người kia. Lần này anh thua đang triệt để rồi. Cô đau lòng ôm chầm lấy anh từ phía sau, đất nở thổ lộ lòng mình. Huy, anh nghe cho rõ đây. Bây giờ em cực kỳ, cực kỳ thích anh. Còn về Đăng, bây giờ em chẳng còn dính dáng gì đến anh ta nữa làm bạn cũng không thể luôn nghe cô nói thế huy ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn cô cái đầu ngốc này hằng mi run run ngọc túm chặt lấy cổ áo sơ mi của huy duyến người lên nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào anh hiểu rồi chứ người em thích là anh người duy nhất khiến em chủ động đến mức này cũng chỉ là có anh thôi vì ngây người nhìn cô cô nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của anh cô cứ nghĩ anh sẽ nhào tới ôm cô vào lòng đáp lại nụ hôn thăm dò vừa rồi của cô một cách nồng nhiệt hơn nhưng không đời không như là mơ sau nụ hôn vừa rồi việc đầu tiên anh làm lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cô chắn nản chạy theo anh đợi đến khi anh nôn xong thì cô mới cầm khăn khô đến lau miệng cho anh mặt ủ mày trao trên mặt cô viết rõ hai chữ thất vọng đúng thật là chẳng thể trông đợi gì vào cái tên say rượu này mà không biết có phải do cô nói lớn tiếng quá hay không mà huy lại đột ngột quay sang lăm lăm nhìn cô cô cũng chẳng vừa trợn trừng mắt nhìn anh tôi nói không đúng hay sao mà lừa mà hả Huy không đáp lại, lào đảo tiến về phía cô, ép sát cô vào tường. Cái tư thế ám muội này khiến cô khấp khởi lắm. Có phải cái cảnh mà cô mong chờ sắp đến rồi không? Cô hớn hở nhắm mắt lại chờ đợi. Buồn thay, thứ cô nhận được không phải là một nụ hôn, mà là một cái đầu nặng trịch đè lên vai cô. Ê, anh ngủ thật đó hả? Vẫn chưa nói chuyện xong mà. Cô tuyệt vọng với người đàn ông này luôn rồi. Uống rượu xong, nói khóc là khóc, nói ngủ là ngủ vậy luôn trời đó. Phải dìu sát cái thân hình cao lớn này về phòng, quả thật không dễ dàng gì. Đợi đến khi ném được anh ta lên giường thì người cô đã lấm tấm mồ hôi rồi. Vốn cô định về nhà ngủ rồi mai tính sau. Nhưng khi nhìn thấy anh đang lần mò gỡ từng cái cúc áo xuống tự dưng trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng khác. Cô lại gần không chỉ giúp anh cởi cúc áo mà còn cởi cả cúc quần ra nữa. Trong lúc hành sự khóe môi cô khẽ nhếch lên trông vô cùng lưu manh. Huy, lần nãy không thoát khỏi tay em được đâu. Sáng dậy, đầu đau nhức, Huy khó khăn mở mắt chào đón ngày mới. Bỗng anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, phía dưới sao lại khoan khoái vậy trời. Anh cúi đầu nhìn xuống nửa thân dưới của mình. Ôi mẹ ơi! Anh hét toáng lên khi thấy bản thân mình đang trần như nhộng nằm ở trên giường. Anh ôm đầu, cô nhớ lại một số chuyện xảy ra đêm qua. Ngọc, em đang ra đây cho tôi. Nghe Huy gọi mình, Ngọc vội nhỏ vài giọt thuốc vào mắt, rồi bước ra khỏi phòng tắm, khóc lóc ỉ ôi, y như mình bị bắt nạn, phải chịu ủy khuất thật vậy. Huy, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Đang nhức đầu mà còn phải nghe cô gào khóc mãi, anh khó chịu quát lớn. Thu lại mấy giọt nước mắt cá sấu dùng đi, Huy vẫn còn rất cứng lòng, không chịu xuống nước dụ dành cô. Cô đương nhiên là không dễ dàng chịu thua như thế rồi. Anh càng nói cô càng khóc lớn hơn, khóc cho cả xóm nghe thấy để mọi người hiểu lầm anh chơi. Anh cướp bắt lần đầu của người ta rồi còn hung dữ với người ta nữa. Huy, anh hết thương em rồi đúng không? Ngọc, đêm qua anh uống có hơi nhiều. Vậy nên chúng ta mới đi quá giới hạn đó. Anh còn chưa kịp nói hết câu, cô đã chen vào ngay. Thấy cô ôm mặt khóc sưng sức vì tuổi thân mà anh không tài nào nhịn cười nổi. Anh cười cái gì? Rốt cuộc là bây giờ anh có chịu trách nhiệm không hả? Đáng lý ra câu này phải để anh nói mới đúng chứ. Tuy là đêm qua anh say thật đó, nhưng anh vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra và cảnh tự cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi chính là cảnh cô đang cởi cúc quần của anh ra. Huy, anh nhớ nhầm rồi, đêm qua chính anh là người đã bế em lên giường mà. Thấy người cô đang run lên vì chột dạ, anh càng muốn trêu đùa cô thêm nữa. Ồ, oh, anh nhớ nhầm sao? Vậy chắc đêm qua không có chuyện em nói là em cũng thích anh đâu nhỉ? Vậy anh có nên giận tiếp không nhỉ? Cái tên quỷ yêu này. Uống rượu vào chuyện nào nên quên thì quên hết đi Tự dưng nhớ hết chi vậy Làm hỏng hết kế hoạch ăn vạ của cô rồi Hết đường chối cãi Cô chỉ đành làm lơ Lái sang vấn đề khác Những chuyện đó không quan trọng Quan trọng là chúng ta đã đi quá giới hạn rồi kia kia Quá giới hạn sao Anh nhấn mày nhìn cô Cái cô gái ngốc này Muốn gài bẫy người ta thì phải chuẩn bị cho kỹ vào chứ Trên giường không có một giọt máu nào hết Thì sao mà lừa người khác được Đêm qua anh không nhớ gì hết Hay là bây giờ chúng ta làm lại đi tiện trên người anh vẫn không có mảnh vải nào chê thân nên anh đè cô xuống giường thử coi cô gan lì đến đâu sắp đến giờ đi làm rồi anh đừng có mất làm can thế cờ bị lật ngược cô đỏ mặt vội tìm cách trốn tránh thế nhưng chưa chơi đủ nên anh nào tha cho cô đâu đôi bàn tay thon dài của anh nhanh chóng đụng vào chiếc áo cúc xinh xắn của cô làm cô giận người vô cùng thế làm xong anh có cưới em không cưới ngay lập tức luôn vậy làm đi nghe anh nói thế cô dần dần thả lòng bản thân mình nhắm chặt mắt lại chờ đợi những chuyện sắp phát sinh thấy cô chịu hợp tác với mình anh không khỏi giật mình lần này cô dám chơi lớn vậy luôn sao anh bắt đầu hoang mang không biết nên quất luôn hay dừng lại đây đấu tranh tâm lý một hồi lâu cuối cùng anh lại thả cô ra làm cô lo lắng suy diễn lung tung sao vậy anh không muốn cưới em nữa hả không phải tại chiều nay chúng ta còn phải đi đón ba mẹ anh nữa giờ mà làm lỡ đến chiều em đi đứng không nổi thì ba mẹ anh đánh anh chết huy rất nhanh trí tìm được một lý do để biện minh Thịt dâng tới miệng mà còn không ăn Đúng là tiếc thật đó Nhưng anh vẫn muốn để đến tân hôn hơn Mà Ngọc này em vẫn chưa giải thích rõ Chuyện em với thằng Đăng đó Sao đêm qua em lại chịu ôm nó vậy hả Nghe anh nhắc đến Đăng cô lại ảo não vô cùng Lòng người khó đoán cô chẳng thể nào ngờ được Người cô xem như anh trai ruột Lại muốn tính kế với cô Cũng may là cô phát hiện sớm Không thì có chuyện lớn xảy ra rồi Tóm lại là thế này Công việc kinh doanh của anh đang thất bại Anh ấy muốn trả nợ nên tiếp cận với em Nhưng em lại phát hiện từ sớm Thế là cá chết lưới sách anh ta là đến ôm lấy em để chọc tức anh. May là chúng ta đã làm lành, không thì đúng ý của anh ta quá rồi con gì. Huy đã rất sốc khi biết đang là người như vậy, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cũng nhờ anh ta mà hai người đã hiểu được lòng nhau, sắp sửa tiến đến hôn nhân rồi, không biết anh có nên mua chút quà xa cảm ơn anh ta không? Tiện chọc tức anh ta luôn không ta? Mà Ngọc này, sao hôm qua em bảo gan dữ vậy? Giám nhân lúc anh say rượu, lột hết quần áo của anh ra, rồi để anh phơi thay trần như nhộng như thế trước mặt cô cả đêm. Cô không thấy ngại hay lo sợ anh đột ngột tình giấc đi qua giới hạn thật à? Nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua mà hai má của cô đã ửng lên, trong đầu cứ nhớ lại đến cảnh lúc cô cởi lớp quần cuối cùng của anh thì tự dưng anh lại xoay người lại, làm bàn tay cô vô tình đụng trúng cái vật cứng rắn kia, khiến cô giật mình hết toáng lên, cảm thấy lần này mình chơi hơi lớn rồi, nên cô đã nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng quần cởi ra thì dễ, chứ mặc vô thì khó lắm, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô lại nhắm chặt mắt, cởi nốt phần còn lại. Cô cứ nghĩ đêm qua anh uống say khớt như thế rồi thì sẽ không nhớ được gì đâu nên mới hí hưởng dày công chuẩn bị mọi thứ để úp sọt anh. Ai dễ anh lại nhớ như in, nhanh chóng lật ngược tình thế. Cô gái này, cô có biết ngại là gì không hả? Mắc gì phải ngại chứ, sớm muộn gì anh chẳng là chồng em. Bây giờ em nhìn trước cho quen, không được à? Cô trận trừng mắt, bất chấp tất cả, quyết cãi lại cho bằng được. Thế giờ, để anh ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của em trước có được không? Tinh thần phấn chấn trở lại, anh lại bắt đầu lật ngược câu nói của cô. Trêu cho cô đã bừng hết cả mặt lên Em đi làm đây Anh bật lại hay quá cô không cãi lại được Nên chỉ đành chọn cách lảng tránh Thế nhưng ngay cả việc bỏ trốn cô cũng không thể làm được Bởi vì bàn tay thon dài của ai kia Đã siết chặt tay cô lại Anh chỉ cần dùng lực một chút thôi Là cô đã chơi với ngã nhào vào lòng anh rồi Đừng úp mặt vào cơ thể săn chắc của anh Làm cô khóa trí cười hì hì mãi Nhìn biến thái vô cùng Ngọc để em ở nhà chơi với anh đi Mai anh tăng lương cho em Tiền lương của anh là do em giữ rồi Em còn cần gì anh tăng lương nữa Vậy bây giờ anh phải làm sao để em mới chịu ở nhà với anh một ngày đây? Huy, em đói. Hả? Có lẽ là do đang ở trong tư thế ôm ấp đầy mùi ái tình nên đầu óc của Huy mụ mị suy nghĩ thử đói của cô theo một nghĩa khác, tự mình dọa mình hoàng hồn. Huy, em đói bụng. Em muốn ăn sườn sao chút ngọt. À, nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng như thế, cô liền nhận ra suy nghĩ đen tối của anh khi nãy. Sao? Anh không muốn ăn sáng mà muốn ăn món khác hả? Làm gì có đâu, Bị cô nói chung tim đen, Huy trột dạ, vội vàng phản bác lại ngay. Giờ mà còn trêu gạo nhau nữa thì chắc tới lúc ba mẹ của anh về, hai người mới được ăn bữa đầu tiên trong ngày quá. Mà giờ cô đói lắm rồi, không thể đợi được nữa. Thế nên mắt nhắm mắt mở, không truy xét nữa. Ngọc, em đi chợ mua đồ nấu ăn với anh không? Thôi, em lười lắm, anh đi một mình đi. Nói rồi cô không chút ngần ngại ngả lưng xuống giường của anh mà ngủ. Chỗ này vẫn còn lưu lại mùi hương của anh này, thơm quá. Thấy cô mê mình như điếu đổ như thế thì anh vui lắm, mang theo tâm trạng phấn khởi ra khỏi nhà anh gặp ai cũng chào hỏi, cười nói vui vẻ, chỉ trừ khi lúc thấy mặt của người đàn ông nào đó. Đăng có chết cũng không thể nào ngờ được, chiêu trò của mình lại vô tình biến thành sợi chỉ đỏ, kéo hai người họ sát lại gần nhau hơn. Đăng, cảm ơn ông nhiều nha, nhớ ông mà năm nay tôi có vợ chắc rồi. Vừa nói Huy vừa vỗ vai đang thật mạnh, để trả thù chuyện đêm qua, Đăng tối sầm mặt, chẳng nói năng gì lặng lặng rời đi, lần này cậu ta mất cả trì lẫn trài rồi, tiền mất tình mất, cuối cùng lại còn giúp thằng bạn từng thân của mình có được tất cả nữa chứ. Bây giờ cậu phải làm sao mới có thể cướp người về được đây? Vứt chuyện của Đăng ra sau, Huy vui vẻ trở về hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào của mình và bạn gái. Bắt đầu nấu ăn đi anh yêu. Cô ngồi một góc, làm giam nhìn anh đang tắt bật với công việc nấu nướng ở trong bếp. Nhân viên trong công ty mà biết được chuyện ngày nào, cô cũng được ăn cơm do xếp tổng nấu. Thì chắc là ganh tị lắm nhờ. Cô có nên ghi hình lại cho mọi người xem không ta? Mà thôi, lỡ để mọi người biết được đằng sau vẻ mặt khó ưa kia lại là một người bạn trai đảm đang như thế thì kiểu gì cũng có phải người quay sang làm tình địch của cô cho coi cô không thể mạo hiểm như thế được ngọc em dọn bắt đũa ra đi anh nấu xong rồi nè xong rồi sao em vẫn còn chưa ngắm đủ mà những lời đó cô chỉ dám nhủ thầm trong lòng chứ không dám nói ra sợ người kia lại mắc bệnh tự luyến đi đâu cũng khoe khoang thì khổ đàn ba mẹ của anh về xong anh có sang nhà em ngủ nữa không hả huy đã ăn cơm mà tự dưng cô lại quay sang hỏi đến chuyện ngủ nghỉ làm anh bị giặt cơm hò lục cụ không ngừng sao vậy miệng hơi anh rồi sao không dám ngủ một mình nữa à Tại em sợ trộm thôi, chứ có nhớ nhung gì anh đâu. Cô ngượng chín mặt, ăn vội chén cơm rồi bỏ chạy mất dép. Còn anh vẫn ngồi dưới bếp, ôm bụng cười nắc nẻ, đã nghiện rồi mà còn ngại nữa chứ. Ngọc, em không nói dối anh được đâu. Trễ giờ hẹn đi đón ba mẹ của Huy hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy mặt mũi của anh đâu hết. Cô lo lắng chạy sang nhà anh, vừa hay đúng lúc đó, anh ló đầu ra khỏi nhà luôn. Anh hấp tấp chạy ra chỗ cô thông báo. Ngọc ơi, em về nhà thu dọn đồ đạc liền đi. Bây giờ chúng ta phải về quê nội anh gấp. Sao vậy anh? Nhà nội anh xảy ra chuyện gì hả? Ừ, em về thu dọn đồ đạc lệ đi, gấp lắm rồi. Anh cứ hối mãi, làm cô cũng hoảng theo. Cô vội chạy về nhà, thu vội vài bộ quần áo bỏ vào vali. Chưa đầy 5 phút sau, cô đã chạy ra xe. Hai người nhanh chóng khởi hành, chạy vội về quê nội của anh. Ngồi trên xe, anh chốc chốc lại lén quay sang nhìn cô cười trộm. Không ngờ những kỹ năng anh học được trong câu lạc bộ diễn xuất cũng có ngày áp dụng được đó nha. Thấy mình đi cũng đủ xa rồi, anh mới chịu mở miệng, nói cho cô biết lý do vì sao hai người phải về nhà nội của anh. Ba mẹ thấy hai đứa mình hòa thuận rồi Nên muốn anh đưa em về quê ra mắt các cô các bác luôn Ra mắt sao? Tên điên này, sao anh không nói trước với em một tiếng hả? Quần áo xòe xòa, hai tay trống trơn Không có quả cát gì hết Thì sao mà về ra mắt được hả? Em không về quê đâu, anh cho em về nhà đi Giờ em muốn về thì cũng đã muộn rồi Bác cả đang đứng ở bên kia đường đợi chúng ta kìa Anh vừa nói vừa mở cửa xe ra Vậy tay chào bác cả Nhìn thấy hai người, bác cả vui lắm, vội chạy sang đón Cháu chào, chào bác ạ Cô ngại ngùng nắp sau lưng anh, lễ phép chào hỏi bác cả, Nhìn hai người tay trong tay vui vẻ như thế, bác cả cũng tủm tỉm cười theo. Còn nhớ lần đầu ông gặp cô, cô nhỏ xíu à, mà quậy lắm, toàn dẫn thằng Huy đi phá làng phá xóm không? Vậy mà giờ đã hơn chục năm rồi, bé gái ngày nào, giờ đã trưởng thành, sắp thành vợ của cháu trai ông rồi. Đi đường mệt không hai đứa? Dạ, tụi cháu vẫn ổn ạ. À? Do con đường vào nhà bác cả nhỏ quá, xe hơi của anh không vào được, nên xe phải gửi nhờ ở nhà bạn của nhà bác cả. Rồi hai người tự đi bộ vào, vừa đi cô vừa bấu chặt vào tay anh, bấu đến mức tay anh muốn bật cả máu ra. Biết rõ là cô đang lo lắng điều gì Nên anh cúi người nhẹ giọng thò thè vào tay cô Em cứ biểu hiện như bình thường là được rồi Mấy cô mấy bác nhà anh hiền dễ tính lắm Mà với lại hầu hết mấy cô mấy bác Bên nội ngoại của anh đều từng gặp cô một lần Hai lần rồi Dù là gặp lúc nhỏ hay là lúc lớn Thì ai cũng hài lòng với cô hết đó Dù anh có ăn ủi thế nào Thì khi nghĩ đến chuyện phải gặp mọi người với thân phận khác Là cô lại lo xuất vó lên Vừa thấy hai người ở phía xa Là vợ của bác cả đã huyết nhẹ vào tay của mẹ Huy cái con bé kia là Ngọc vợ sắp cưới của thằng Huy sao? Dạ đúng rồi đó chị. Con bé đó càng lớn càng xinh nha, nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa quá ha. Chứ sao nữa, người con sơ mà con trai em chọn từ bé mà, sao có thể không tốt được chứ? Mà hai cái đứa này cứ sáng nắng chiều mưa, làm hai bên gia đình cứ như đang ngồi trên chảo lửa vậy. Tối qua, tự dưng con trai gọi về, nói hai đứa chấm dứt rồi, làm bà với ba nó hoảng hồn, vội đặt vé về gấp. Rồi qua nửa ngày, nó lại gọi điện báo là hai đứa làm hòa rồi, bị hai đứa nó xoay như trong trống bà mệt đến mức thở không ra hơi luôn để tránh đêm dài lắm mộng bây giờ bà đang sáng đẩy nhanh tiến độ để hai đứa nó làm đám cưới càng nhanh càng tốt có như thế thì người kia mới không có cơ hội chen ngang vào mối quan hệ giữa hai đứa nó nữa chào cháu cô là bác cả của thằng huy dạ cháu chào bác ạ trái với những lo lắng của cô mọi người ở đây khá là niềm nở đón tiếp cô bác cả còn chừa cho cô một căn phòng lớn để ở lại qua đêm nữa đương nhiên là không phải một mình cô một phòng mà còn có cả người dẫn cô về đây chưa đến giờ ăn tối mà Em nằm xuống đây nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Thôi anh nằm đi, em ra ngoài xem, mọi người có cần phụ giúp gì thôi. Lần đầu về ra mắt gia đình, đâu thể nằm dài ở đây lười nhác được. Như vậy mất điểm trong mắt mọi người lớn lắm. Huy chẳng hiểu cho những lo lắng của cô gì cả, khăng khăng kéo cô lại, ôm vào trong lòng không cho ra ngoài. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, không cần em phải phụ giúp gì đâu. Vậy em ra ngoài nói chuyện với mọi người. Đợi lát nữa, các cô các bác đến đông đủ hết, rồi em ra làm quen cũng được cái con người này đang muốn làm cô mất điểm trầm trọng trong mắt gia đình anh đó à? lần đầu về ra mắt gia đình người yêu, không vội giúp nấu nướng, không ra ngoài tiếp chuyện, chỉ chăm chăm nằm đây ôm bạn trai, thử hỏi trên đời này có ai giống như cô không chứ? làm vậy cho người ta đàm tiếu chết hả? À? anh nằm đây một mình đi, em ra ngoài đây. cô vẫn cứng đầu đòi ra ngoài cho bằng được, quá mệt mỏi, anh chẳng buồn ngăn cô lại nữa. kiểu gì mấy phút sau, cô lại chẳng chạy vào đây kêu cứu anh. cô chỉ mới vô phòng có một lát thôi, mà lúc trở ra, gian phòng khách đã chật kín người rồi không chỉ các cô các bác bên nội mà còn có cả các cậu các mợ bên ngoại tiếp đó còn có bà con họ hàng gần xa đâm người quá cô nhìn mà hoàng hồn nhân lúc mọi người chưa nhìn thấy cô cô vội chạy về phòng gọi anh dậy em bỏ chạy nhanh hơn anh nghĩ nhiều đó anh ngồi bật dậy cười chọc quê cô cô lom xom nhìn anh tức không nói nên lời tất cả đều là tại cái tên đáng ghét này hết đó không nói không rằng đùng một cái rất cô về ra mắt hai bên nội ngoại luôn cô còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà đừng sợ người nhà anh hiền lành mến khách lắm đi anh dẫn em ra ngoài chào hỏi mọi người vừa nãy các cô các bác các cậu các mợ còn đang nói chuyện rôm rả mà tự dưng từ lúc cô bước ra là ai nấy cũng đều im bặt lại làm cô càng sợ hãi lùi xuống nép sau lưng anh huy còn dẫn ngọc ra giới thiệu mọi người đi dạ vâng ạ nghe theo lời mẹ anh dẫn cô đi nhận họ chào hỏi từng gia đình họ hàng cô lễ phép chào hỏi mọi người rất may cho đến bây giờ vẫn chưa có ai không hài lòng về cô cả ngồi nói chuyện với các bác thôi mà tim cô đập mạnh lắm luôn anh biết rõ là cô đang hồi hộp mà cứ chốc chốc lại quay sang trêu làm cô càng rối hơn nữa thế hai đứa định bao giờ làm đám cưới đây dạ chuyện này cô khó xử đánh mắt về phía anh cầu cứu có điều hình như cô cầu cứu sai người rồi để anh trả lời câu hỏi này thì chẳng khác nào cô đang tiếp tay cho anh đẩy nhanh tiến độ đám cưới lên cả ở trước mặt nội ngoại anh nhanh nhảu hứa với mọi người rằng ra riêng là mọi người chuẩn bị đi ăn đám cưới của cháu được rồi ạ à? nghe thế ai nấy cũng cười ồ lên vỗ tay chúc phúc cho hai người làm cô càng ngại ngùng hơn Chuyện cưới xin của hai đứa nó Để nói sau đi Bây giờ ra ăn cơm thôi mọi người ơi May mà có bác cả lên tiếng giải vây cho cô Chứ không chắc cô chết vì ngượng rồi Mâm cỗ được chia ra làm hai bàn Một bàn cho các ông và một bàn cho các bà Đáng lý ra anh phải sang bàn bên các ông cơ Nhưng anh lại không nỡ xa bạn gái Nên lẹo đẹo theo sau cô Làm mọi người càng chọc cô nhiều hơn nữa Nhân lúc không có ai để ý Cô đã quay sang trường mắt cảnh cáo anh Thế nhưng hôm nay anh ăn gan hùm hay sao Mà không biết sợ còn bày trò chọc tức cô thêm Ăn tôm này em Huy tỉ mẩn bóc vỏ tôm rồi rất tự nhiên thả vào bát của cô trước sự chứng kiến của cô dì chú bác. Ai nấy cũng nén cười trộm. Không ngờ cháu Huy khi có bạn gái lại dịu dàng chu đáo như vậy đó. Dạ cũng thường thôi ạ. À. Anh xấu hổ tự đầu vào vai cô làm mọi người lại càng cười ố lên nữa. Xuyên suốt bữa ăn ai cũng vui vẻ hết mình chỉ có mình cô là đang nghiến răng nghiến lợi cười cượng. Đợi đến khi mọi người rời bàn ăn hết rồi cô kéo anh sang một chỗ vắng người xuống nước khóc lóc năn nỉ anh. Huy anh bất gây sự chú ý lại đi có được không? anh có biết là mỗi lần ánh mắt của mọi người đổ dần về phía em là em cảm thấy áp lực kinh khủng lắm không cả đời này em chưa bao giờ cần trọng lời ăn tiếng nói của mình như bây giờ hết đó vừa nãy ngồi trên bàn ăn cô cứ phập phồng lo sợ không dám nói quá nhiều sợ mình lỡ lời làm hào cảm của mọi người với cô đi tong hết luôn ngọc thả lòng đi người nhà anh không gắt cao từng lời ăn tiếng nói như thế đâu anh nhẹ giọng hết lời dỗ dành cô nói thì dễ chứ làm thì khó lắm mỗi lần cô bước ra là mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía cô cô làm sao có thể thả lòng nổi chứ? Bác cả để cháu dọn dẹp cho ạ. À? Cô nhanh nhào chạy ra giành lấy công việc dọn dẹp và rửa chén sau bữa ăn. Ban đầu bác cả không muốn để cô đụng tay vào đâu, nhưng anh ở bên cạnh lắc đầu, ra hiệu với bác, nên bác mới miễn cưỡng để cô làm. Chén bát quá nhiều, cô ngồi sồm rửa bát mãi cũng chưa xong. Chân tay cô tê nhức hết cả rồi, cô cũng không dám lên tiếng nhờ vào người khác. Anh đứng ở phía xa không nhịn nổi nữa, vội đem ghế ra cho cô ngồi nghỉ, còn anh thì sắn tay áo lên, hì hục rửa bát. Huy, anh ra ngoài với mọi người đi em ổn rồi ổn gì mà ổn lần sau không làm được thì đừng có cố làm làm gì anh gắt nhỏ trong những tiếng mắng chửi tràn đầy sự quan tâm lo lắng cô đăm đăm nhìn anh quẽ môi khẽ cong lên cười vô cùng mãn nguyện Huy, em yêu anh hả em vừa nói cái gì cơ không tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe thấy anh ngớ người ngẩng đầu cao nhìn cô cô xấu hổ gằn giọng nói ra ba chữ em yêu anh ba chữ em yêu anh của cô khiến anh hoảng hồn làm rơi chiếc chén trên tay mình cũng may là cô nhanh tay đỡ lại được thấy không có ai đi lại ở đây nữa anh lén nút hôn nhẹ lên môi cô rồi ghé sát tay cô thỏ thẻ anh cũng yêu em nhiều lắm hai người ngồi bên cạnh nhau vừa dở bát vừa ríu rít nói chuyện như đôi chim non mấy cô mấy bác nhìn vào tự dưng thấy hoài niệm về một thời gian son trẻ của mình cũng từng ngọt ngào cũng từng dễ thương như vậy đó bữa tiệc tập trung khá là đông người chín người mười ý nên trong phần lớn những người ở đây ủng hộ hai người thì vẫn còn có một vài người không vừa ý cô là vợ tương lai của Huy và cách cuối nhất có lẽ là Duyên, con gái lớn của cô hàng xóm gần nhà bác cả. Lúc trước không biết Huy đã có người thương nên bác cả năm lần bảy lượt sang nhà Duyên ngỏ ý muốn làm mai Duyên cho Huy nhưng lúc đó Duyên lại một mực từ chối. Tại vì mấy lần Huy về đây chơi cô thấy anh khá cộc cần không hiểu tâm lý của phụ nữ gì hết hoàn toàn không hợp với cô. Nhưng nào ngờ khi yêu vào thái độ của anh lại thay đổi hẳn xa trở thành mẫu con trai dịu dàng, chu đáo giống hệt hoàng tử trong mộng của Duyên. Bây giờ Duyên đang tiếc đứt ruột vì đã bỏ lỡ mất mối hôn sự tốt đẹp này. Ngọc, ngồi xuống đây ăn trái cây đi con. Không biết được suy nghĩ không đứng đắn của con gái, mẹ của Duyên vẫn vô tư mời Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình. Ngọc không nghĩ ngợi gì nhiều, ra đó ngồi thật. Và đương nhiên là Huy cũng lẹo đẽo theo ngồi phía sau, làm chỗ dựa cho cô tựa lưng vào. Anh Huy, anh ăn chút dưa hấu nha. Đang ở trước mặt nhiều người mà Duyên vẫn không biết ngại. Cô ta rất tự nhiên đút miếng dưa đến tận miệng cho Huy. Huy thấy không được thoải mái lắm nên hất tay cô ta xuống. Xin lỗi, anh không thích ăn trái cây cho lắm. Để mặt bác cả nên Huy nhẹ giọng giữ lại thể diện cho cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn không biết điểm dừng, lại bắt đầu quay sang bắt chuyện với Ngọc bằng những câu hỏi cực kỳ vô duyên. Chị Ngọc, nghe bảo chị và anh Huy chính thức yêu nhau được có gần 2 tháng thôi, mà sao chị đã vội vàng tính đến chuyện kết hôn rồi? Là vì yêu thật hay là vì có ý đồ gì khác vậy? Người thấy mùi thuốc súng lại vẳng phất đâu đây, khiến Huy thay đổi sắc mặt. Anh dự định đáp trả cô ta vài câu cho bỏ tức, nhưng Ngọc đã nhanh tay ngăn lại. Nếu cô ta đã nhắm vào cô rồi Thì cô phải đích thân ra tay xử lý Cho vừa lòng cô ta chứ Chị với anh Huy là thanh mai trúc mã Tính của chị ra sao Anh Huy và gia đình anh ấy đều là người rõ nhất Nên em không cần phải lo đâu Với lại hai tháng vẫn hơn không ngày em ạ Cô nghiến sang nghiến lợi tặng cho cô ta một nụ cười từ thiện Người có cái nét kỳ cục như em Mà muốn cướp bạn trai của chị hả Có nằm mơ cũng không được đâu Thấy bạn gái xù lông xử lý người thứ ba mới nhú Huy cười khoái chí lắm Sẵn tiện anh còn nhẹ nhàng đáp lại cô ta một chút trong đoạn tình cảm này, người bị tính kế là Ngọc chứ không phải là anh, nên em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Cô một câu, anh một câu, hai người đồng lòng làm cô ta mất hết mặt mũi, hậm hực kéo mẹ của mình đi về nhà. Tình cảm vừa lưới lên đã chóng tàn, nói không chừng về sau còn trở thành kẻ thù không đội trời chung đó chứ. Anh có sức hút quá nhỉ, trước mặt bạn gái mà vẫn có không ít ông bướm vây quanh. Bây giờ em mới nhận ra sức hút của anh hả? Ừ, tự dưng thấy áp lực ghê đó. Em yên tâm đi, anh là người đàn ông rất biết giữ mình đó nha. Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một mình Ngọc thôi. Ông bướm ngoài kia, dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể khiến anh lung lay được. Sự dịu dàng của anh cũng chỉ dành cho mình em thôi. Anh càng ngày càng dẻo miệng quá nha. Anh nói thật đó. Anh tựa đầu vào người cô, cọ cọ như một con mèo nhỏ, dễ thương vô cùng. Đến 10 giờ đêm tiệc mới tàn, cô mệt mỏi trở về phòng. Vừa định ngả lưng xuống giường ngủ một giấc, thì cô lại nhớ ra bây giờ còn một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Đó chính là phải treo chỗ ngủ với anh. Huy, đêm nay em ngủ giường, còn anh ngủ dưới đất nha. Tại sao phải chia chỗ ngủ vậy chứ? Ngủ chung luôn đi. Em ngại. Ngại gì mà ngại? Anh đè cô xuống giường, ôm cô cứng nhắc, không cho cô cơ hội để dãy ruộng. Hôm nay mệt quá, em cho anh ôm, để nạp năng lượng nha. Em không chịu, thì anh có buông không? Không, nói rồi anh càng ôm cô chặt hơn nữa. Yên tâm, anh chỉ ôm thôi, chứ không làm gì đâu. Mà có lỡ làm gì thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ, tuyệt đối không để em chịu ủy khuất đâu. Nhận được lời đảm bảo của anh, cô dần thả lòng chìm đắm trong cái ôm của anh. Huy, hôn em đi. Trong bầu không khí ngọt ngào ấy, cô như bị ma xuôi quỷ khiến, quên mất mình đang ở đâu, buộc miệng chủ động trước. Ban đầu Huy có hơi sừng sốt vì đột nhiên hôm nay cô chủ động quá, nhưng rồi anh cũng chiều theo ý của cô. Môi ép sát môi, nụ hôn rẻ dặt như đang thăm dò. Thấy cô không từ chối, đầu lưỡi anh dần cậy mở, xông thẳng vào trong. Ngọc vòng tay lên ôm cổ Huy, anh thở ngày càng gấp gáp hơn. Vào lúc đôi bàn tay hư hỏng của anh chuyển hướng xuống phía dưới, thì chiếc giường lại kêu lên những tiếng ọp ẹp, sau đó sầm một tiếng rõ to khiến cả nhà bừng tỉnh hết. Chạy sang phòng, nhìn thấy mớ hỗn độn dưới sàn nhà, mọi người đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cứ bụng miệng cười tùng tìm suốt. Cô xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai nữa, lần đầu tiên đến nhà người thân của bạn trai chơi mà lại để xảy ra chuyện này, đúng là nhục nhã quá mà. Tụi cháu xin lỗi ạ. Là tại chiếc giường này, cụ kỹ quá rồi, nên mới sập chứ không liên quan gì đến hai đứa cả. Bác cả cười hiền từ, không quá để ý đến chiếc giường hỏng này. Hai người nhanh chóng được đổi sang một căn phòng khác. Lần này cô để cuối ở giữa ngăn cách hai người, không cho phép anh ôm luôn. Trời sáng rồi, dậy đi nghiêu. Cô nhẹ giọng thò thè vào tay Huy. Hai chữ anh yêu này như đang rót mật vào tay anh, có tác dụng làm anh tỉnh giấc nhanh hơn cả tiếng chuông đồng hồ báo thức nữa. Ném chiếc gối vướng víu ngăn cách giữa hai người đi. Anh lao đến, cối đầu lên chân cô. Gọi lại lần nữa đi, anh dậy rồi. Anh yêu, dậy mau. Cô gằn giọng thằng chân đạp anh ngã lăn quay xuống giường đạp xong cô mới nhận ra vừa rồi mình đã vô tình gây ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác ngọc à huy à hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao nghe thấy tiếng đập cửa của ba mẹ huy ngọc vội vàng chui tọt vào trong chăn để mình huy phải chịu tội mở cửa hé một khoảng nhỏ huy xấu hổ trừng mặt sang ngượng cười tụi con chỉ dẫn xíu thôi ạ à, thành thật xin lỗi mọi người ba nghe anh nói vậy thì con mày gắt nhỏ hai cái đứa này ba giờ đêm rồi không lo ngủ đi còn chạy dỡ gì nữa vậy Thôi ông, tụi nó còn trẻ, còn đang trong giai đoạn tình yêu nồng nàn mà. Hai đứa cứ dẫn tiếp đi, nhưng nhẹ nhàng một chút nhé. Mẹ nhanh chóng kéo ba về phòng để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Đóng sầm cửa lại, anh vội lao đến, cù đầu cô gái nhỏ vừa gây ra họa, xong bắt anh chịu tội thay. Không ngủ được nên bày trò chọc phá anh đó hả? Em không có bày trò chọc phá anh, Này em gọi anh dậy sớm là để anh phụ em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà. Hôm qua, hai người làm phiền mọi người quá nhiều rồi, nên hôm nay cô muốn chuẩn bị một bữa ăn nhỏ để cảm ơn và xin lỗi mọi người. Về phần chiếc giường kia, cô cũng đã dùng tiền lương của mình để đền cho bác cả. Nấu chi cho khổ vậy em, mời mọi người ra ngoài ăn không phải nhanh hơn sao? Nhưng làm như vậy thì không có thành ý. Vậy em biết nấu sao? Em không biết, nhưng mà anh biết. Cô nắm chặt tay anh, phòng mang chuyện má làm nũng. Tuy rằng những chiêu thức làm nũng của cô chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại có hiệu quả rất lớn. Cô chỉ cần làm nũng một xíu là huy liền mềm lòng ngay. Cái gì cũng chiều theo cô hết. 3 giờ sáng, mắt còn chưa mở lên được đã phải đi chợ mua đồ ăn thức uống huy mệt mỏi muốn gục gã đến nơi nhưng may thay ngọc là người rất hiểu lý lẽ anh giúp cô làm cơm rồi thì cô sẽ giúp anh nạp lại năng lượng bằng những lời động viên vô cùng ngọt ngào anh yêu anh giỏi thật đó thật muốn gả cho anh ngay luôn ngọc em còn nói nữa là anh chờ em về lấy sổ hộ khẩu rồi đi đăng ký kết hôn luôn thật đó trước sau gì chúng ta chẳng phải đến đó nên nếu anh thích thì chúng ta đi đăng ký liền đi cô tròn xoe mắt nhìn anh mặt không một chút biến sắc nào hết cái cô gái này sao lại bạo gan đến thế vậy chứ? Nói kết hôn là kết hôn liền luôn. Không cần nhẫn, hoa hay bất kỳ thứ gì luôn. Cũng may anh là người rất thấu tình đặt lý, quen với sự chờ đợi hơn 10 năm rồi. Nên anh không ngại đợi thêm một xíu nữa. Đợi đến khi nhẫn cưới mà anh đặt riêng về đến tay của anh rồi, anh sẽ chính thức cầu hôn cô, rồi đường đường chính chính giúp cô về dinh. Mà Huy này, anh có nghĩ là em nên đăng ký một khóa học làm dâu không? Tuy là sắp lấy chồng rồi, nhưng cô không biết gì về việc bếp núc và quán xuyến gia đình hết giờ mà để cô về làm sâu sợ rằng chưa tới ba ngày đã bị đuổi về nhà rồi ngọc em đừng có tự gây áp lực cho mình như thế cứ thoải mái làm chính em là được rồi anh không cần một người vợ quá hoàn hảo đâu hơn nữa ba mẹ của anh yêu thương cô như con gái ruột thì sao nỡ để cô ôm hết mọi công việc trong gia đình chứ như này đi mốt anh đảm nhận việc bếp núc còn em thì dọn dẹp nha chúng ta cứ chia việc ra mà làm cô vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau tại khoảnh khắc này cô cảm thấy mình đã gặp được đúng người rồi Thôi được rồi, đừng làm nũng nữa. Em mau đi gọi mọi người xuống ăn sáng đi. Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn buông anh ra. Trước khi đi gọi mọi người xuống, còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên môi anh. Ngồi trên bàn ăn, anh chẳng thể nào tập trung ăn uống nổi. Cứ chốc chốc, anh lại quay đầu sang nhìn cô tùm tìm cười. Thấy tình cảm của hai cháu tiến triển quá tốt đẹp, bác cả cao hứng đòi mang lễ vật sang nhà cô, bàn chuyện cưới xin ngay và luôn. Nhưng tiếc là ba mẹ cô đi du lịch nước ngoài vẫn chưa về, nên chuyện này phải tạm gác lại sau. Huy, Em vừa gọi cho ba mẹ em rồi Anh chuẩn bị tinh thần về ra mắt gia đình em đi Các cậu, các bác Nghe tin cháu gái dẫn bạn trai về là làm căng lắm Lần trước anh rể cô Về ra mắt mà ngất xỉu ngay tại chỗ luôn Không biết lần này sẽ ra sao đây Huy, anh chuẩn bị nhận lấy sự trả thù ngọt ngào đến từ em đi Vì sáng mai còn phải đi làm Nên ngay chiều hôm đó Hai người phải lên xe Về lại thành phố gấp Còn ba mẹ anh thì ở lại chơi thêm vài hôm nữa Khi xe dừng lại ở trước cửa nhà cô Cô khẽ giật mình khi thấy Đăng đang ngồi trước hiên nhà cô vừa thấy cô khuế môi đang liền cong lên đang hớn hở chạy đến đón cô nhưng nhanh chóng bị huy chặn lại ngọc em đem hành lý vào nhà giúp anh đi anh vừa đang đi uống nước một lát rồi về ngay vâng ạ à? huy siết chặt vai đăng mạnh tay kéo cậu ta rời đi hai người đến một quán rượu ở gần đó chẳng ai nói với ai câu nào cứ liên tục xót rượu vào ly cho nhau đợi đến khi đăng đã ngà ngà say thì anh mới mở lời trước hôm qua tôi gọi cho ba mẹ của cậu rồi sau khi ba mẹ bán hết tài sản của mình để trả nợ cho đăng thì số tiền cậu ta còn nợ lại không quá nhiều số tiền này anh có thể xoay sở cho cậu ta mượn được đăng để tôi giúp cậu nha huy vỗ nhẹ vai đăng rõ ràng anh là cọng cỏ cứu mạng là người giúp đỡ cậu ta mà không hiểu sao giờ phút này giọng anh lại run run tựa như đang xuống nước năn nỉ cậu ta hãy nhận lấy sự giúp đỡ của anh vậy nhận được lời đề nghị đầy thiện chí của huy đang có hơi sừng sốt tôi từng tính kế muốn chia rẽ cậu và ngọc cậu không giận tôi sao sao còn muốn giúp tôi Huy cười khẩy, lắc lơ ly rượu trên tay một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. Đúng là ban đầu tôi có hơi giận cậu thiệt, nhưng mà nghĩ đến hạnh phúc của mình lúc này, tôi lại thấy mình nên cảm ơn cậu nhiều hơn. Nếu không có cậu ta chen vào giữa anh và Ngọc gây ra sóng gió thì không biết đến bao giờ Ngọc mới nhận ra tình cảm của mình và thổ lộ với anh nữa. Lần này anh cảm ơn cậu ta còn không hết, chứ giận hơn gì. Hơn nữa, tôi tin cậu không phải là loại người như vậy. Người bạn tên Năng mà anh quen biết là một người rất lương thiện, hết lòng vì bạn bè nếu không vì bị dồn vào đường cùng thì cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tính kế với người khác đâu buông bỏ tình cảm năm nữa xuống tôi vẫn ở đây là bạn tốt của cậu huy cảm ơn cậu vì tất cả thế giới của người trưởng thành có rất nhiều điều khổ sở và mệt mỏi thật không ngờ người có thể hiểu và cảm thông cho đăng lại là huy người mà cậu từng xem là tình địch không biết có phải ra uống say vào con người sẽ dễ bộc lộ cảm xúc của mình ra hay không mà đăng lại gục đầu vào vai anh òa khóc nức nở huy có hơi bất ngờ về hành động này của cậu ta nhưng rồi anh vẫn ngồi yên cho cậu ta dựa vào chút hết bầu tâm sự đến khi nhẹ lòng rồi mới thôi tâm trạng tốt hơn chưa vội lau nước mắt đi đăng cãi gật đầu nhẹ huy vì cười vỗ nhẹ vai cậu tốt rồi thì tôi bàn về vấn đề trả nợ nhé đăng này công ty tôi đang thiếu một trưởng phòng marketing mà ông đến làm để trừ nợ dần luôn được không cậu muốn thuê tôi thật sao ừ huy những mày nhìn đăng nói gì đi nữa thì cậu ta cũng là nhân tài trẻ tuổi bỏ ra một số tiền không quá lớn để chiêu mộ cậu ta về công ty. Tính ra, anh không những không lỗ mà còn lời nữa. Sao? Cậu có đồng ý về công ty tôi bắt đầu lại từ đầu không? Tôi đồng ý. Chẳng cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm. Ngày tức khắc, Đăng bắt tay hợp tác với Huy luôn. Đạt được như ý nguyện rồi, Huy cười híp cả mắt lại luôn. Đăng, ông hơi say rồi, để tôi tiễn ông về nhà. Tôi không muốn về, tôi muốn gặp em Ngọc cơ. Tuy là trong lòng đang vô cùng cảm kích Huy, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ chấp nhận là Ngọc được. Cậu vẫn muốn làm hòa với cô Trở về những ngày tháng như trước kia Thôi được rồi Huy khẽ thở dài Dùng sức đỡ cậu ta dậy Đưa cậu ta đến trước mặt Ngọc Ngọc em có thể nào bỏ chặn anh được không Em Cô khó xử liếc mắt qua nhìn Huy Thấy anh gật đầu đồng ý Rồi cô mới lấy điện thoại ra bỏ chặn đăng Có thể nhìn thấy lại tài khoản mạng xã hội của cô đang vui lắm Cậu vội vào xem những bài đăng gần đây của cô Hôm qua cô về ra mắt gia đình Huy rồi sao Nụ cười hạnh phúc của cô khi đó thật đẹp Ước gì cậu cũng có thể giống như Huy Khiến Ngọc cười tươi như vậy Thì tốt biết mấy Lần mò đọc lại từng bài đăng cũ của cô Đằng phát hiện ra cứ 10 bài đăng Thì có tới 9 bài Cô nhắc về Huy rồi Hóa ra trong lòng cô sớm đã có Huy rồi đang còn chẳng có tư cách gì để được gọi là tình địch nữa cơ Chúc hai người trăm năm hạnh phúc đang cười thê lương Hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi Cậu loạn trọn rời đi Vào giây phút này tim của cậu đau quá Cứ như đang bị ai đó bắp nghẹt vậy Hóa ra tình cảm của cậu trong mắt người khác cũng giống như một cục thịt thừa mà thôi, có người không buồn quan tâm đến nó, có người thì muốn nó biến mất ngay tức khắc. "Đăng ơi là Đăng, sau cuộc đời này mày thất bại quá vậy, công việc thì thua lỗ, tình cảm thì đơn phương chẳng bao giờ được người ta công nhận, bây giờ mày trắng tay hoàn toàn rồi." Nhìn theo bóng lưng cô độc của Đăng, tự dưng lòng cô nặng trĩu, não nề theo, có lẽ cô cũng đang tự trách bản thân mình vì bao năm qua cô không một lần nhận ra thái độ khác thường của Đăng, cô cứ vui vẻ nhắn tin cho anh thật nhiều hy vọng rồi lại tàn nhẫn gạt bỏ nó. Đăng, em xin lỗi. Cô cúi gằm mặt lùi thủi bước vào nhà, hiểu được nỗi lòng cô. Huy nhẹ giọng vỗ về cô an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, em đừng tự trách mình nữa. Cô xào vào lòng Huy, tìm lại cảm giác ấm áp, an toàn thường ngày. Ngay giữa phòng khách, hai người tay chạm tay, môi chạm môi. Huy không nhịn nổi nữa, anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào căn phòng tối gần đó. Đầu lưỡi cậy mở hàm xăng xông thẳng vào trong, môi ép sát môi. Đè nghiền, quấn quýt mãi không rời, khi cô đang mải mê chìm trong nụ hôn đó huy dần đưa tay xuống phía dưới cởi từng lớp quần áo vướng víu ra và lúc hai người chuẩn bị đi quá giới hạn thì bỗng dưng cửa nhà cô lại bật mở huy ơi ngọc ơi hai đứa đâu rồi tiếng gọi thân quen kia làm cô giật bắn người cô vội xô anh ra mặc lại từng lớp quần áo vào nhìn thấy hai người quần áo sộc sạch bước ra khỏi căn phòng tối kia ba mẹ của ngọc lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi sớm biết vậy hai người nên để tới sáng mai rồi hãng về cho rồi sao ba mẹ về mà không báo với con tiếng nào hết vậy? ba mẹ tính tạo bất ngờ cho hai đứa? ai ngờ hai đứa lại làm cho ba mẹ bất ngờ hơn đó. hai tháng trước con gái bà còn che ỏng che eo, sống chết không chịu lấy thằng huy. vậy mà bây giờ lại yêu con người ta vừa vập đến vậy, đi quá giới hạn lại không dùng biện pháp an toàn. hai đứa này đúng là đang tính kiếm thêm một đứa nhỏ đến để dự đám cưới hay sao? ba mẹ tụi con trong lúc hoảng loạn cô như bị rối loạn ngôn ngữ mãi chẳng thể nào nói ra được câu nào hoàn chỉnh cả. trái ngược với cô. Huy bình tĩnh lạ thường, anh nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ. Do con không kiềm chế được bản thân nên đã dỗ ngọt em Ngọc chiều theo ý mình, con thành thật xin lỗi ạ. Đột nhiên, Huy lại cúi gặp người xin lỗi, làm ba mẹ cô hoàng hồn vô cùng. Họ chỉ nói dẫn một xíu thôi, cho vui cửa vui nhà, mà có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không? Ba mẹ không có trách hai đứa đâu, hai đứa đừng ngại, dáng phấn đấu, năm sau cho ba mẹ bế cháu nha. Dạ vâng ạ, Huy rất chặt tay cô, cười híp cả mắt lại. Cô xấu hổ đánh nhẹ vào người anh rồi rút tay ra bỏ chạy lên phòng gấp. Biết là con gái mình đang ngại nên ba mẹ không dỡ nữa. Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai anh, thủ thì vài lời rồi nhờ anh lên dỗ con gái giúp. Anh lật đật chạy vào phòng cô, thấy cô vụng vịu dễ thương quá, anh không nhịn được mà vì cười. Mọi người biết được mối quan hệ giữa hai chúng mình rồi, em còn ngại gì chứ? Ngại chuyện kia, chứ ngại cái gì nữa? Cứ mỗi lần hai người chuẩn bị đi quá giới hạn là lại bị mọi người bắt gặp. Da mặt cô mỏng lắm, sắp chết vì ngại luôn rồi. Lời cô nói cũng có lý nên Huy không thể nào cãi lại được. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không thể hiểu tại sao số của hai người lại xui dữ vậy nữa. Lần nào chuẩn bị hành sự cũng xảy ra chuyện kiểu này. Chắc mốt phải ra ngoài, thuê khách sạn ngủ cho chắc, chắc ăn quá. Ba mẹ về rồi, vậy bây giờ em có còn cần anh nữa không? Anh hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía cô. Cũng may là dạo còn đây, cô đã tinh ý hơn nhiều. Vừa nhìn là cô đã biết anh muốn gì rồi. Dạo còn đây, em có hơi sợ ma, cho nên em cần anh ở bên cạnh em, giúp em vượt qua cơn sợ. Không biết anh có muốn ở bên cạnh em không? Muốn chứ. Vứt bỏ hết liêm sỉ của bản thân mình, anh nhanh nhào đáp lại. Sau đó chạy vội qua phòng ngủ dành cho khách, lấy chăn gối của mình mang sang phòng cô. Thấy anh hấp tấp như thế, bà mẹ cô chỉ biết nhìn nhau từng tìm cười, chứ không dám đến hỏi chuyện làm phiền hai người. Ông à, tôi nghĩ bây giờ ông lo nghĩ tên cho cháu đi là vừa rồi đó. Sức trẻ của hai đứa nó cuộn cuộn kiểu này, thì có khi qua riêng, mọi người không chỉ lo tổ chức lễ cưới cho hai đứa mà còn phải chuẩn bị đón cháu đầu tiên nữa đó không ngờ cuốn sổ đặt tên này của tôi lại có khả năng dùng cho con ngọc trước luôn đó hai đứa tụi nó tiến triển nhanh hơn tên lửa nữa sau một chuyến du lịch trở về hai ông bà đã có quá trời chuyện phải lo rồi ông ơi hay là tranh thủ cuối tháng này tụi nó được nghỉ lễ mình làm mâm cơm nhỏ mời hai bên gia đình nội ngoại của mình sang để chúng nó ra mắt họ hàng rồi cuối tháng sau mình sang nhà bà tư chính thức bàn chuyện cưới xin luôn bà tính vậy cũng được đó để bây giờ tôi gọi hỏi ý của ba mẹ cháu huy xem sao Nói rồi, ba của Ngọc chạy đi gọi điện cho ba mẹ của Huy gấp. Hai bên gia đình thực sự rất hợp ý nhau. Bàn chuyện có một lúc thôi mà đã chọn được ngày chính thức sang bàn chuyện cưới hỏi với ngày cưới sinh luôn. Hoàn toàn không cần nghe ý kiến của hai nhân vật chính trong chuyện này luôn. Trái với những suy nghĩ viển vông của ba mẹ, ngày hôm nay hai người ngoan ngoãn lạ thường nằm bên cạnh nhau mà chỉ ôm hờ thôi chứ không làm gì hết. Mà Ngọc này, sao anh rể em cứ năm lần bảy lượt bảo anh là trước khi về ra mắt nhà em nhớ học cách chặt gà là sao vậy? Bộ phải chặt được gà mới được lấy em hả? Cũng gần giống vậy đó. Để trả thù chuyện anh lần trước, cô quyết định không nói cho anh biết những thử thách anh sắp phải đối diện. Để xem đến lúc đó anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây. Mà một người gan lì như anh, chắc không đến mức rơi vào cảnh thảm thương như anh rể của cô đâu nhỉ. Huy không hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, nên ngày nào đi làm về, anh cũng mua gà về tập chặt thật đẹp, thật hoàn hảo. Ăn gà một hai ngày thì còn thấy ngon, chứ ăn cả nửa tháng trời, ba mẹ hai bên ngán tới tận họng luôn rồi. Không chỉ có gia đình hai bên mà ngay cả Đăng cũng không thể thoát khỏi cảnh ngày ngày phải ăn gà do chính tay ông chủ chặt cho. Bây giờ nhắc tới gà là đang thấy sợ rồi. Ngọc còn vẫn chưa nói cho thằng Huy biết gia đình mình chặt gà lúc ra mắt khác với lúc bình thường hay sao? Nói ra thì bể hết trò của các bác, các chú sao mẹ? Mẹ cứ mặc kệ anh ấy đi. Nghĩ đến cái cảnh anh ấy đang tự tin chặt gà rồi bị các bác các chú của cô hù cho vỡ mộng là thấy vui rồi. Con đó, suốt ngày hùa theo người ta chọc phá bạn trai là giỏi. Mẹ cô vì bảo vệ con rể tương lai mà không thích lời xài xể cô. Cô đã quá quen với cảnh này rồi, nên chỉ biết cười hì hì, cho qua chuyện thôi. Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày ra mắt gia đình cô. Trước khi họ hàng nhà cô đến, anh rể ở bên cạnh cứ kêu, Huy bảo trọng nhé, làm Huy càng lo lắng, hồi hộp hơn. Vẫn chiều cũ, khi đến chơi nhà, chú út lại đem theo một con gà, bắt cháu rể tương lai phải chặt gà ra. Luyện đập lâu như vậy rồi, Huy rất tự tin về khả năng của mình và lúc anh đang hầm hờ chặt gà thì tự dưng chú út lại đi đến ngồi đối diện hầm hầm nhìn anh làm anh bị áp lực suýt chút nữa thì cắt chúng tay của mình luôn cháu chặt gà cũng có lực thiệt ha nhưng vẫn thua xa chú nhiều chú út lôi ra con dao cũ kỹ của mình ra chặt một phát thôi mà cái thớt đã nứt ra làm đôi khiến huy bị dọa sợ mất hồn cháu gái của chú giao lại cho cháu đó hy vọng cháu sẽ không làm chú thất vọng nếu không thanh bảo đao này của chú sẽ không tha cho cháu đâu dạ vâng ạ bị chủ út dọa cho một phen hú vía hai mắt anh rưng rưng muốn khóc tới nơi không ngờ anh lại nhát gan không kém gì anh rể của cô cô ngồi bên cạnh hết lời động viên cổ vũ anh vừa rồi chỉ là khởi đầu thôi vẫn còn nhiều người khiến em phải sợ run người hơn nữa đó anh rể đi ngang qua châm chọc tặng cho huy một lời cảnh cáo làm anh căng thẳng tột độ lát sau bác ba của cô lại mang đến thêm một con gà lại bắt anh phải chặt gà nữa người bác này của cô anh đã từng gặp qua mấy lần rồi lúc trẻ từng đại diện thành phố đi thi tây quân đô bây giờ già rồi thì lui về sau làm thầy dạy võ thấy bác bà cứ nhìn mình anh hồi hộp tay run đến mức cầm con dao cũng không nổi nữa nói gì đến chặt gà thằng này đàn ông gì mà yếu ớt thế bác bà chán nản tự mình cầm lấy con dao to ra da chặt gà giờ phút này anh đã sợ đến mức kinh hồn bạt phía vứt bỏ hết mọi hình tượng mình gây dựng bao lâu nay anh nhào vào lòng cô khóc sưng dức mọi người thấy cảnh này không nhịn được mà trên miệng cười khúc khích thằng nhóc này còn nhát hơn cả chồng của cháu linh nữa Chồng của chị gái cô nhát vậy mà còn chịu được tới con gà thứ ba, còn anh mới tới con thứ hai, đã khóc thét rồi, làm cô thất vọng quá đi mất. Mọi người đừng bắt anh ấy chết gà nữa, kẹo anh ấy chạy mất dép bây giờ. Không nhìn nổi nữa, Ngọc nhanh chóng lên tiếng, dừng thử thách lại, còn chọc nữa thì cô sẽ mất chồng mất. Chứa gì đã bênh vực bạn trai chăm chọc rồi ha? Chứ sao nữa, bạn trai của em mà, em phải bảo vệ anh ấy chứ. Mọi người lại cười ô lên nữa, Huy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay tức khắc thôi tốn công học cách chặt gà, cuối cùng tưởng tượng lại khác xa với thực tế quá. Mọi người, đừng có chọc con rể tương lai của em nữa mà. Mẹ cũng không nhìn nổi cảnh con rể vàng của mình bị ức hiếp nữa, nên mẹ phải cắt lời giải vây cho Huy, không ngờ lại khiến chồng của Linh phồng mang trận má canh tị. Mẹ vợ à, mẹ thiên vị em Huy quá nha, lúc con về ra mắt bị mấy chú hành cho ra bã luôn, mà mẹ có thương xót con chút nào đâu. Anh làm sao mà so với Huy được chứ? Bỗng dừng Linh lại lên tiếng, tả cho chồng một gáo nước lạnh, làm anh dị mặt cả buổi trời cùng phận là con rể với nhau vốn chồng của linh còn định giúp huy vượt qua thử thách do các cậu các bác đặt ra nhưng bây giờ mọi người lại xem thường anh quá nên anh quyết định đứng về phía các cậu các bác hành cho em rể tương lai một trận ra trò mới thôi đến giờ ăn mọi người không cho anh tò tò đi theo cô nữa mà bắt anh phải qua ngồi chung với các bác các chú để mọi người hỏi thăm chút chuyện đây có lẽ là bữa ăn khó nuốt nhất của anh trong hai mươi mấy năm sống trên đời ăn gà đi cháu chú út tự dưng lại gắp đồ ăn vào bát cho anh làm anh giật bắn người, toàn thân anh đầy mồ hôi, nhấp nháp khó chịu vô cùng, nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, biết rõ là anh đang căng thẳng rồi mà anh rể còn đến vỗ vai chọc quê anh, người khác thì huy có thể nhịn, nhưng riêng anh rể, người đã bị anh nắm tháp thì không, anh ghé sát vào tay anh rể thỏ thẻ. Hôm bữa đến nhà anh, em quên đòi lại lá thư tình năm xưa, ngày mai anh cho em xin lại nha. Nghe Huy nhắc đến chuyện cũ, anh rể giật mình, mặt biến sắc, lắp bắp không nói nên lời. Anh rể à, anh mà còn hùa theo mọi người gây khó dễ cho em nữa thì đừng có trách em vô tình nha huy nghiến răng nghiến lợi tặng cho anh rể một nụ cười cảnh cáo anh rể sụt lơ không dám chọc vào ổ kiến lửa nữa huy cháu thích cháu gái bác thật sao dạ cháu thích em ấy hơn 10 năm rồi ạ à? vậy cháu thích con bé ở điểm nào dạ điểm nào cháu cũng thích hết ạ à? cháu yêu em ấy yêu cả điểm tốt lẫn chưa tốt của em ấy luôn ạ à? mỗi khi nhắc đến cô ánh mắt của huy lại tràn đầy sự yêu thương sủng nịnh và kiên định với những lời mình vừa nói ra mọi người có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh nên ai cũng hài lòng với đứa cháu rể tương lai này mọi người lại đã kể xấu cháu cho anh ấy nghe đúng không quá lo lắng cho chồng tương lai của mình nên ngọc vứt hết cả mặt mũi mang sang ghế bên cạnh ngồi cạnh anh canh chừng không để mọi người bắt nạt anh nữa hai đứa tụi em là thanh mai trúc mã điểm tốt điểm xấu của em huy đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi còn cần mọi người phải kể ra nữa sao anh giày ngứa miệng chen vào nhiều chuyện vài câu không ngờ lại bị cặp vợ chồng sắp cưới đồng lòng trừng mắt nhìn, làm anh trột dạ không dám nói tiếp nữa. Mấy bác có ăn thịt bạn trai của cháu đâu mà cháu lo dữ thế hả? Mấy bác không ăn thịt nhưng lại do anh ấy sợ xanh mặt rồi đây này. Tuy là bình thường cô hay bày trò chọc phá để nhìn thấy bộ dạng thống khổ của anh ấy thật, nhưng bây giờ có hơi quá rồi, nhìn anh bị mọi người dọa thế này, cô có hơi sót chồng rồi. Còn bé này, nôn nóng muốn được gà quá đi rồi kìa. Là anh ấy nôn nóng, chứ không phải cháu đâu ạ. À. Bị mọi người trêu chọc, cô vội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Anh cương chiều nhìn cô, cười gượng, không dám cãi lại nửa lời. Nôn nóng thì nôn nóng, nhưng mà Ngọc chưa thể gà đi được đâu. Tại sao ạ? Không hẹn mà gặp, hai người cùng đồng thanh hét lớn, đồng vợ đồng chồng thế này, ai mà chẳng sợ chứ? Cháu Ngọc nhà bác vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cần phải học hỏi thêm vài năm nữa mới về làm dâu được. Bây giờ cô ấy đã tốt lắm rồi, không cần phải học thêm nữa đâu ạ. Nghe bác bà nói phải đợi thêm mấy năm nữa mới được cưới, huy giật nảy mình, vội vàng lên tiếng phản đối sớm biết vậy mấy hôm trước anh đã gạo nấu thành cơm rồi cưới nhanh cưới lẹ luôn cho rồi cháu gái bác tốt chỗ nào chứ bây giờ ngoài cắm cơm ra thì nó còn biết làm gì nữa đâu sao mà về làm dâu được được mà bác huy kiên định đòi cưới cho bằng được tụi cháu đã sớm bàn bạc với nhau về chuyện này rồi nên bác không cần phải lo lắng đâu ạ anh muốn cưới một người vợ về chung sống bảo bạn với anh chứ không phải tìm một người thay anh làm tất cả mọi công việc nhà vậy nên anh không cần bạn đời của mình quá hoàn hảo chỉ cần cô có thể bù trừ với anh là được rồi cháu thích nấu ăn ghét dọn dẹp còn cô ấy thì ngược lại hai đứa cháu hợp lại là vừa hay có thể trở thành một gia đình hạnh phúc ạ thấy huy dõng dạc tuyên bố như thế gia đình cô cũng mừng thay cho cô giờ tìm ở đâu ra được một người như huy chứ nếu cháu đã nói thế rồi thì cưới đi bác mày đổ sẵn để chuẩn bị đi ăn cưới ngọc rồi mọi người vui vẻ chúc phúc cho hai người quả đúng là ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc người trong nhà ai cũng tưởng ngọc là người khó khả đi nhất ai ngờ ngọc lại cưới sớm và tìm được một tấm chồng hoàn hảo về mọi mặt nhất Mấy bác à, sao mấy bác tha cho Huy dễ dàng quá vậy? Sợ người ta quên mất sự tồn tại của mình hay sao? Mà anh rể lại thốt ra thêm một câu gợi đòn nữa. Làm Huy phải quay sang lườm nguyết thêm một lần nữa mới chịu im. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ các bác rồi. Những tưởng hai người có thể thoải mái hẹn hò hạnh phúc. Nhưng buồn thay, thời gian gần đây hai người tuy ở gần nhưng lại như yêu xa. Anh ngày nào cũng đi sớm về khuya, sáng đi gặp khách hàng, tối lại ở công ty tăng ca. Làm việc vất vả hốc hác thấy rõ. Ngọc nhìn mà sót bạn trai dữ lắm tiếc là cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé nên cô không có cách nào đỡ đần giúp đỡ bạn trai nhiều được ngọc còn nấu cháo tầm bồ cho bạn trai đó hả dạ vâng ạ vừa đi làm về là cô liền lao vào bếp nấu nướng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ mà mẹ của cô sợ cô đầu độc con rể tương lai của bà hay sao mà từ lúc cô vào bếp đến giờ bà cứ đứng bên cạnh canh chừng cũng nhờ có sự theo dõi sát sao của mẹ mà cuối cùng cô cũng có thể nấu ra một nồi cháo khá là ngon ngọc con đi vô trong nhà tắm rửa sạch sẽ đi, rồi hãng đem đồ ăn lên công ty cho thằng Huy. Chứ cái bộ dạng nhếch nhác của Ngọc hiện giờ, bà nhìn thấy còn chán, nữa nói gì người khác. Ngọc tắm rửa, sửa soạn lại một chút, rồi chạy lên công ty ngay. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, hoàn toàn không hề hay biết gì về sự tồn tại của cô trong phòng làm việc của anh. Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, thì hộp cháo đã sắp nguội mất rồi. Ngọc, em đến đây từ bao giờ thế? Em đến từ lúc trời còn sáng, đến bây giờ trời tối om rồi thì chắc cũng khá lâu rồi nhỉ? Xin lỗi, vừa nãy anh tập trung quá nên không hề hay biết gì. Không sao đâu, mà Huy này, chắc anh cũng đói rồi đúng không? Anh nghỉ ngơi ăn chút cháo đi nha. Ừ, nghe theo em hết. Cô đem cháo đi hầm nóng lại một lát rồi bưng vào trong cho anh. Đây là lần đầu tiên cô làm đồ ăn cho người khác ăn nên khá là hồi hộp. Ánh mắt của cô cứ chăm chăm dõi theo anh. Thấy anh ăn hết muỗng cháo đầu tiên rồi mà không nhè ra hay nói năng gì hết. Cô khẽ thở phào một hơi. Trong lúc anh đang ăn tối thì cô đi đến bóp lưng cho anh, giúp anh thư giãn giảm bớt phần nào mệt mỏi. Bạn gái của anh dạo này ngoan ngoãn quá đi mất thôi. Anh nhẹ giọng vỗ về cô như vỗ về trẻ con vậy. Biết rõ là anh đang rất mệt nên anh nói sao thì cô nghe vậy, không cãi lại, không tiếp lời trêu chọc như mọi khi nữa. Ngọc, đợi qua đợt bật rộn này rồi anh sẽ dành tặng cho em một món quà vô cùng lớn luôn. Thôi, em không cần quà đâu, em chỉ cần anh dành ra chút thời gian cho em thôi cô đột ngột thay đổi tính tình quá nhiều làm anh giật mình không biết đây là mơ hay thực là bạn gái của anh thật hay là ai đó đang giả dạo nữa ngọc em đừng hiểu chuyện như vậy mà anh thấy không thoải mái chút nào hết thà rằng ngọc cứ đánh anh mắng anh chơi chọc anh như trước kia anh còn thấy vui vẻ giải tỏa được không ít muộn phiền hơn chứ còn bây giờ anh cứ thấy bất an căng thẳng làm sao ấy anh này lạ nhỉ em hiền cũng nói em giữ cũng nói thật đúng là trong tất cả các nghề nghề làm bạn gái là khó nhất Chẳng biết đừng nào mà chiều các ông xếp kỳ quái này hết Cháo là do em nấu đó Anh thấy có ngon không Ngon lắm, bạn gái của anh giỏi quá đi Anh kéo cô đến ngồi trên đùi mình Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn Cũng chính vào lúc này Đăng lại bước vào phòng làm việc của Huy Tận mắt nhìn thấy người mình từng thương Âu yếm với người khác Vết thương cũ chưa lành Đã lại dì máu, đau đớn vô cùng Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi Đăng quay đầu vội vã bỏ chạy đi mất Ngồi co so một góc nơi cầu thang thoát hiểm Đăng cắn chặt tay dùng nỗi đau về thể xác để quên đi nỗi đau về tinh thần. Anh là một thằng đàn ông thất bại, 30 tuổi rồi mà chẳng làm nên trò chống gì cả. Nhìn thấy người mình thương ở bên cạnh người đàn ông khác, anh rất đau lòng, rất muốn cướp cô đi, nhưng chợt nhận ra mình làm sao mà so với người ta được. Người ta giỏi sang, giàu có, có thể cho cô một cuộc sống sung túc. Còn anh, anh còn đang ôm nợ trong người, vẫn phải đi làm công để trả nợ cho người ta nữa. Đăng, em sao vậy? Sao lại ngồi đây? Có chuyện gì buồn sao? Chị Nguyên kế toán trưởng đột ngột bước vào hỏi dồn dập, làm cậu khó xử. Cậu vội sắp lại tinh thần, gắng gượng cười, nói rằng mình vẫn ổn. Biểu hiện vụng về của Đăng đương nhiên là không thể nào qua mắt của Nguyên được. Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, nên Nguyên không thể tùy tiện hỏi quá nhiều được. Mọi chuyện rồi sẽ dần trở nên tốt lên thôi mà, đừng suy nghĩ bi quan nữa nhé. Vỗ vai an ủi Đăng xong, Nguyên vội về trở phòng làm việc gấp. dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nguyên lòng cậu tự dưng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường Đợt bận rộn nhất trong năm cuối cùng cũng đã qua đi, Huy không cần phải đi sớm về khuya suốt ngày nữa. Anh dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để ở bên bạn gái và hoàn thành những dự định mình ấp ủ suốt mấy tháng qua. Váy cưới đã thiết kế xong, nhẫn cưới đã về đến tay, hòa, nến, pháo bông đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh chọn ngày sinh nhật của cô, ngày cô xuất hiện trên thế giới này, ngày duyên nợ giữa hai người bắt đầu để làm một việc vô cùng hệ trọng, một việc mà sau này cô cứ nhắc lại mãi thôi. Giữa anh nến lung linh huyền ảo, giữa những tràng vỗ tay chúc phúc của cả hai bên gia đình, anh hạnh phúc quỳ xuống cầu hôn cô. Ngọc, em có đồng ý trở thành chủ nhân của chiếc váy cưới này không? Tuy là đã biết sẵn câu trả lời của cô là gì rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn được nghe những suy nghĩ của cô về việc về chung một nhà với anh. Huy, anh có cảm thấy chúng ta đang đi quá nhanh rồi không? Từ lúc bắt đầu yêu đương đến bây giờ, chỉ mới hơn 4 tháng thôi, chúng ta vẫn còn chưa biết được chúng ta có thể sống dung hòa với nhau đến đầu bạc răng long được hay không nữa. Bây giờ trong lòng em có rất nhiều điều lo lắng Em... Ngọc, em tin anh lần đi, có được không? Giọng anh ly nhí như đang van xin lại lực cô Mọi người có mặt ở đó cũng căng thẳng vô cùng Vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa tiệc hình thức thôi Không ngờ tình thế lại thay đổi chóng mặt như thế Ngọc, con điên rồi à? Mẹ cô bị dọa hoàng hồn Sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi Mọi người mà không ngăn bà lại Thì chắc bà phá nát bữa tiệc Mà Huy đã cắt công chuẩn bị cho cô luôn rồi Và lúc tâm trạng của mọi người đang não nề thì cô lại đột ngột thay đổi thái độ, cười tươi như hoa, đưa tay đến trước mặt anh. Tuy rằng có hơi mạo hiểm thật, nhưng bởi vì người em cưới là anh, nên em chấp nhận mạo hiểm. Huy, cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu thương điểm tốt và bao dung những điểm xấu của em. Quãng đường về sau, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sao, người đầu ấp tay gối bên em sớm tối, sẽ luôn là anh. Huy, ra riêng em ngồi ý cả cho anh. Từ nay về sau, hoa đã có chủ, còn em thì đã có anh người đàn ông tốt nhất thế gian này. Ngọc, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Huy gấp rút, vừa đeo nhẫn vào tay cô, vừa rối rít cảm ơn cô vì đã tin tưởng giao phó hạnh phúc nửa đời sau của mình cho anh. Huy, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ phải không anh? Tất nhiên rồi, hai mắt anh đỏ hoe như sắp khóc vì vui sướng đến nơi rồi ấy. Trong thời khắc quan trọng này, Ngọc bình tĩnh hơn anh nhiều. Dưới nền trời rực rỡ pháo hoa, cô chủ động viên chiếm lấy môi anh, dẫn dắt cảm xúc, nụ hôn vốn nhẹ nhàng, lại vì những tiếng hò reo chúc phúc tiếp sức mà trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh. anh chào hàng xóm thanh mai trúc mã của cô. chúng ta chính thức ám nhau cả đời rồi đó. mà huy này, sao anh lại cấp rút muốn kết hôn như vậy hả? bởi vì anh đã phải chờ đợi cô gái ngốc này quá lâu rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. hơn nữa ông bà ta đã dạy rằng lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày, kèo cái khác lại giằng ngó thì khổ. hơn nữa anh rất sợ nếu như chúng ta không sớm xác lập mối quan hệ thì sẽ có kẻ nào đó chen vào giữa chúng ta mỗi lúc chúng ta giận hờn sợ rằng đến lúc đó người em cưới sẽ không phải là anh nữa nếu chuyện đó xảy ra chắc anh sẽ chết vì đau lòng mất ngọc à dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã không để anh một mình lâu hơn từ nay về sau anh không còn sợ cô đơn nữa bởi vì đã có em kề bên rồi nghĩ tới cảnh mỗi tối khi trở về nhà lại có người ngồi ngoài phòng khách đợi anh là anh đã cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc rồi ngọc trước khi đến đây anh đã chuẩn bị giấy tờ xong hết rồi Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Em... Cô khó xử nhìn anh. Người đàn ông này có cần hấp tấp vậy không chứ? Đám cưới tổ chức ra sao? Còn chưa bàn xong nữa mà. Chưa gì đã nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn rồi. Bộ anh thực sự muốn đem thêm một vị khách mời đặc biệt nữa để đám cưới của chúng ta sao? Không cho phép em từ chối. Anh nghiêm giọng ra lệnh, rồi bạo gan đặt lên môi cô một nụ nữ hôn nữa. Cuộc sống hiện tại của anh còn ngọt ngào hơn cả những gì anh từng mơ tưởng nữa. Hơn 10 năm yêu thầm một cô gái ngốc nghếch, anh cuối cùng cũng có thể gặt hái được quả ngọt rồi. Quãng thời gian về sau, gọi anh là chồng, gọi em là vợ, hai chúng ta, một mái nhà, hạnh phúc viên mãn, mãi mãi. Ký đi, còn chần chừ gì nữa vậy em? Cầm mớ giấy tờ đăng ký kết hôn trên tay, tay cô run lên bần bật. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm, sống trên cuộc đời, chữ ký của cô lại đáng giá như vậy đó. Chỉ cần cô đặt bút vào đây, thì nửa đời sau của anh và cô sẽ luôn ở bên nhau. Dù là ngày rông bão hay là ngày nắng đẹp, thì hai người vẫn sẽ nắm chặt tay nhau cùng nhau đi qua năm tháng. Ba mẹ ơi, con đi lấy chồng đây. Cô ngoái đầu sang nhìn ba mẹ, ba mẹ cô chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc, muốn giữ cô lại cả. Họ cứ giúp cô, ký giấy cho xong suốt. Một chữ ký bình thường, cô chỉ mất vài giây để ký, nhưng ngày hôm nay, cô đã phải mất hơn 10 phút mới ký xong. Chữ ký này vô cùng hệ trọng, là sợi dây tình yêu, liên kết hai người xa lạ, lại với nhau mãi mãi. Ông xã ơi, em đói rồi. Vừa đăng ký kết hôn xong, cô liền thay đổi cách xưng hô làm anh ngây người không kịp thích ứng ngọc gọi lại lần nữa đi em ông xã ông xã ông xã sợ anh nghe không đủ cô gọi đi gọi lại hẳn ba lần cho anh nghe sướng tai luôn nghe tiếng ông xã thốt ra từ miệng của cô anh sướng rơn người hai mươi mấy năm bên nhau bây giờ lại đổi sang một thân phận khác được pháp luật công nhận làm anh vui lắm cô mà không bịt miệng của anh lại thì có khi anh đã đứng ngay giữa đường hết to cho cả thế giới biết rằng ngày hôm nay người phụ nữ này chính thức về chung một nhà với anh rồi Bà xã, anh yêu em nhiều lắm. Anh hôn nhẹ vào chán cô. Từ nay, trái tim cô đã bị anh phong ấn lại rồi. Ngoài anh ra, trong tim cô không được có hình bóng của người đàn ông nào khác nữa. Thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Mà thật không ngờ, đang đi đến đâu, cũng có thể gặp được hai người họ. Thấy Ngọc và Huy đang tay trong tay, cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, đang buồn rời rượi. Anh lặng lặng rời đi, không để hai người họ biết được sự xuất hiện của mình. Thấy tâm trạng của đang không ổn, Nguyên vội chạy theo sau canh chừng cậu tránh để cậu làm ra chuyện gì dại dột. Nguyên, chị về đi, đừng đi theo tôi nữa, tôi đang không được bình tĩnh. Cậu nói vậy, tôi càng phải đi theo canh chừng cậu hơn. Đăng trừng mắt nhìn Nguyên, Nguyên trừng mắt lại nhìn Đăng, hai người chẳng ai chịu nhường ai cả. Hết cách, Đăng chỉ đành kéo bà chị này đi uống rượu giải sầu cùng mình luôn. Này Đăng, cậu còn chưa quên người ta được, thì sao đã vội đi xem mắt rồi hả? Nguyên nhìn bộ đồ mới tinh trên người mình mà tiếc hủi hụi, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh để đi xem mắt, vậy mà lại gặp phải người quen. Người quen này thân thì đến xem mắt, nhưng mà tim thì cứ đặt ở chỗ người khác, làm lãng phí bộ đồ và lớp trang điểm xinh đẹp của cô quá. Em xin lỗi. Vốn cậu không định đi xem mắt đâu, nhưng mẹ cậu cứ đi theo nói mãi, phiền phức quá nên cậu mới phải lết xác đến xem mắt, dù trong tâm trạng chẳng muốn đi tí nào cả. Thôi được rồi, đừng nói vấn đề này nữa, đêm nay chúng ta không say không về." Nguyên nâng cao chén rượu lên, dù chẳng biết mình có chuyện gì buồn cần giải sầu, nhưng Nguyên vẫn cùng cậu ta uống đến thâu đêm suốt sáng khi đã ngà ngà say đang lại ôm mặt khóc thút thít làm nguyên hoảng hồn này sao tự dưng cậu lại khóc vậy tôi sợ tiếng khóc của người khác lắm làm ơn nhìn đi mà nguyên vỗ vai dỗ dành cậu vài câu có lẽ do men rượu nên khi ngẩng đầu lên đang không tự chủ được mà chiếm lấy môi cô luồn lách vào sâu bên trong nguyên cũng có men say trong người nên không ý thức được việc hai người đang làm hàng mi kẽ run run giữa trốn đông người hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau này ở đây có cho thuê phòng luôn mà đúng không lấy cho tôi một phòng luôn đi vâng vâng ạ nhân viên tiếp tân đưa chìa khóa cho nguyên nguyên cầm lấy chìa khóa chật vật đưa người đàn ông to xác kia về phòng sau vài lần rửa mặt nguyên dần tỉnh táo hơn cô dần ý thức được sự điên cuồng trong những việc mình vừa làm không lẽ cô vậy mà lại đi thích tên nhóc con kia sao không thể nào không thể nào đâu nguyên tự nói tự dùng mình trả lời chính mình cũng may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra bây giờ làm sao đưa tên xây rượu kia về nhà được bây giờ này Đăng, đưa số điện thoại của ba mẹ cậu cho tôi đi bỗng dưng đang lại nhổm người dậy kỳ chặt cổ của cô đôi môi ngọt ngào của cô thoáng chốc lại bị đăng chiếm lấy toàn bộ lý trí của nguyên lại một lần nữa bị đăng cướp lấy và lúc hai người đang tình trạng ý thiếp thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí xa trái nguyên dần khôi phục lại lý trí đẩy đăng ra xa sếp xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này nhưng anh có thể nào đến khách sạn hoàn mỹ đưa cậu đang về nhà giúp tôi được không đây là lần đầu tiên nguyên gọi điện cho sếp tổng mà không phải để bàn chuyện công việc trong công ty nên cô có hơi ngại ngùng. Rất may là sếp Huy không quá để ý đến tiểu tiết, anh chạy một mặt đến đón Đăng, mà không một lần thắc mắc tại sao cô và Đăng lại ở cùng một chỗ. So với Huy thì Ngọc tinh ý trong những chuyện này nhiều hơn, Ngọc cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Nguyên và Đăng tùm tìm cười. Chị Nguyên, hôm nay chị trang điểm xinh đẹp thật đó, là vì anh Đăng sao? Không phải, chỉ là vô tình gặp gỡ trên đường thôi. Nguyên chán ghét, đẩy người đàn ông đang tựa đầu vào vai mình ra. Ngọc ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa, cảm giác bị người khác cứ chăm chăm hỏi về chuyện tình cảm của mình khó chịu như thế nào Ngọc là người hiểu rõ nhất nên nếu chị Nguyên đã không muốn nói thì cô cũng không ép hơn nữa vết son đỏ chót trên cổ áo của anh Đăng đã cho cô câu trả lời về những điều mà cô muốn biết rồi thật không ngờ việc đầu tiên Huy phải làm sau khi cưới vợ lại là đưa tình địch một thời của mình trở về nhà nhưng không sao thấy cậu ta ở cùng người con gái khác rồi Huy cũng mừng thay cho cậu ta sau này có thể bớt được mối lo lớn mỗi khi hai người giận hơn nhau rồi ngày hôm nay cảm ơn hai người nhiều nha nguyên cúi đầu cảm ơn hai người xong rồi bỏ đi mất chuyện xảy ra ngày hôm nay xấu hổ quá đi mất thôi hy vọng đang sẽ quên sạch mọi chuyện chứ nếu không hai người khó lòng nhìn mặt nhau lắm đưa đang về nhà xong huy và ngọc hai người đứng hai ngả phân vân không biết hôm nay nên về nhà nào đây nữa ngọc sau khi kết hôn xong em muốn ở nhà anh hay nhà em ở đâu cũng được như nhau cả thôi dù sao thì cả hai nhà cũng chỉ cách nhau có vài bước chân và hai bên gia đình đều yêu con dâu, con rể như con cái trong nhà, nên ở đâu cũng tốt cả. Ừ, như cũ đi, hai từ sáu nhà em, ba năm bảy nhà anh, còn chủ nhật thì tùy ý. Huy đưa ra một quyết định táo bạo, vẹn cả đôi đường, được lòng cả hai bên gia đình luôn. Từ sau khi hai người đăng ký kết hôn xong, tình cảm giữa hai bên gia đình ngày càng khăng khít hơn và chẳng mấy chốc, hai nhà đã chuyển sang ngồi cùng nhau trên một bàn ăn luôn. Tuần này ăn cơm ở nhà cô, tuần sau ăn cơm ở nhà anh, vui vẻ vô cùng. Thời gian thấm thoát trôi đi, trong mấy chốc mùa xuân tươi đẹp đã đến đây là cái tết đầu tiên của hai người dưới tư cách là vợ chồng và cũng là điểm báo báo hiệu ngày cưới của hai người đã đến gần rồi không ngờ lấy chồng xong lại bội thu như vậy đó ôm đồng bao lì xì đỏ chó trên tay cô cười không khép miệng lại được tiền lì xì năm nay của cô gấp ba gấp bốn lần năm ngoái lận phát tài thật rồi huy đây là tiền của em anh không được dành của em đâu đó cô ôm chặt đống bao lì xì vào trong lòng sợ chồng yêu cướp mất của cô huy nhìn cô lắc đầu cười khúc khích Ngọc, em có muốn năm sau được lì xì nhiều hơn nữa không? Muốn chứ, làm sao để được nhiều hơn hả à trông yêu? Cô Hằng hái chạy đến bên anh. Anh nhớ là trong tài khoản chung của cả hai vợ chồng còn nhiều tiền lắm mà. Sao cô lại vì chút tiền lì xì này mà mất hết lý trí vậy chứ? Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng anh ngược đãi vợ của mình để cô ấy sống khổ sở tiểu ăn ức cho anh quá. Cách gì? Anh mau nói đi chứ. Anh cười gian tà nhìn cô, sau đó ép cô nằm xuống giường. Bàn tay thon dài của anh nhanh chóng cởi hết những lớp quần áo vương víu ra. Sinh cho hai nhà, một đứa cháu, đảm bảo năm sau tiền lì xì của em gấp 10 lần luôn. Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, anh vẫn cứ lao đến mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Lần này không còn ai hay thứ gì quấy rối hai người nữa. Hai người cứ vậy trải qua đêm mùng một Tết, vui vui vẻ vẻ. Sáng hôm sau, toàn thân cô đau nhức xuống giường còn khó, chứ nói gì đến việc đi chúc Tết. Thế nên, rất nhiều bao lì xì đỏ đã rơi vào tay chồng yêu của cô. Chồng, anh là đồ xấu xa, anh vậy mà lại dám gài bẫy em, để trắng trận cướp bao lì xì của em. Em ghét anh. Cô trùm chăn kín mít, nhất quyết không cho phép anh đụng vào người của mình nữa. Giờ phút này, anh chỉ còn biết cười trừ vì bất lực mà thôi. Vợ của anh sao lại trẻ con quá vậy chứ? Nè, cho em hết đó. Anh ngoan ngoãn giao nộp hết số bao lì xì của mình đang có cho cô. Tiền của anh còn để cho cô quản được, thì vài ba phong bì đỏ có là gì đâu. Kiểu này mốt mà có con, có khi cô dành hết cả tiền lì xì của con không trời. Chưa gì, đã thấy tội nghiệp con của anh quá đi mất thôi. Tiết trời mùa xuân ấm áp, con xóm nhỏ tràn ngập tiếng cười chào đón niềm vui nhân đôi khi mà chỉ cách vài bước chân đã có tới hai cái cổng hoa cưới lận còn chưa đầy 24 giờ nữa là đến đám cưới của cháu Huy và cháu Ngọc cô dì chú bác của hai bên gia đình hòa thuận vui vẻ ngồi lại với nhau bắt tay chung vui hòa làm một đại gia đình theo tục lệ của gia đình đàn gái trong 24 giờ này chú rể không được phép gặp mặt cô dâu làm Huy càng nôn nóng mong chờ thời gian trôi qua mau hơn còn Ngọc ở bên này không quá để tâm đến chuyện đó cô vẫn còn đang mải mê tám chuyện cùng chị gái Tụi em đúng là thần kỳ thật nhỉ Tự dưng đùng một cái cưới luôn Thần kỳ gì chứ Ngọc đến giờ em vẫn không nhận ra Là em đã thích thằng Huy từ rất lâu lắm rồi à Chứ không phải là mới đây đâu Linh lên tiếng phản bác Thật đúng là khi yêu vào Ai quy của con người về dỗ âm hết Người ngoài cuộc như Linh đã sớm nhận ra Chuyện Ngọc có tình cảm với Huy rồi Vậy mà hai đứa nó lại dây dưa đến giờ mới nhận ra Kém quá đi mất thôi Tuy lúc trước em với thằng Huy hay cãi nhau thật đó Nhưng chị thấy em khá là tận hưởng Những khoảnh khắc đó mà rồi những lúc có cô gái nào lại gần thằng huy là em lại gầm gừ như sư tử cái vậy đó chị dám chắc rằng em thích thằng huy lâu lắm rồi chỉ là ra em không đủ thông minh để nhận ra sớm thôi cũng may là nhờ có đêm say kia mà mọi thứ đã đi đúng vào quỹ đạo của nó tuy rằng mọi người đều rất yêu thương và chiều chuộng em nhưng em không được ỉ lại rồi sinh hư đâu đó em biết rồi ngày mai em gái đi lấy chồng rồi mà con bé chẳng lo lắng gì cả ngược lại là người chị gái này lại lo suốt phó cả lên cả đêm không ngủ được chút nào hết 3 giờ sáng hôm sau, khi mọi người đang còn mơ màng ngủ, thì Ngọc lại phải thức dậy trang điểm, thay trang phục. Cô dâu xinh đẹp quá đi mất thôi. Linh ngồi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi em gái mình, làm Ngọc ngại đỏ ửng hết cả mặt lên. Nhất định phải trăm năm hạnh phúc đó nhé. Trong lúc trang điểm, hai chị em vẫn hẳn huyên tâm sự không ngớt. 7 giờ sáng, đàng trai sang rước dâu, nhận họ. Không biết là do mọi người sợ cháu sâu, cháu sể, không đủ vốn liếng làm ăn hay sao, mà tặng toàn vàng bạc, đá quý, không làm hai người phải đeo nặng chịu cả cổ. Nhưng không sao, loại gánh nặng này cô rất thích. 5 giờ chiều cùng ngày, hôn lễ của hai người chính thức diễn ra tại khách sạn 5 sao đắt đỏ. Khoảnh khắc cô khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi, được ba dắt vào lễ đường vì không kiềm chế được mà mếu máu theo. Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng được gặt hái quả ngọt rồi. Giây phút hai người tay trong tay, chọn đời chọn kiếp không còn là mơ nữa. Ba giao con gái cưng của ba lại cho con. Ba hy vọng quãng đời về sau, con có thể thay ba chăm sóc cho con bé. Con gái của ba còn trẻ con, còn dại dột lắm. Nếu em nó có làm gì sai, khiến con phiền lòng, khiến con bực tức, thì con cứ đem nó trả về đây cho ba. Chứ đừng động tay động chân với con bé nha con. Ba, ba yên tâm chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ. À? Huy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình, thì làm sao anh dám làm tổn thương cô chứ? Ngọc à, em yên tâm, kể từ nay em nói đông là đông, tây là tây, anh tuyệt đối sẽ không cãi lại em nửa lời. Ngọc à, luôn nắm chặt tay của anh nhé. Vâng ạ. À. Cô dần tiến tới xà vào lòng anh, Trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, hai người trong nhau nụ hôn ngọt ngào, chính thức công bố với thiên hạ rằng Người đàn ông tài giỏi này chính là chồng của tôi. Cô gái yêu kiều này chính là vợ của tôi. Chúng tôi chính thức về chung một nhà, sau gần ấy năm, dính với bốn chữ Thanh Mai Trúc Mã. Và đã đóng thuyền rồi, đứng trước mặt hàng trăm người, Huy không chút ngại ngùng thú nhận những thủ đoạn mà mình đã làm để giữ được vợ. Hơn chục năm qua, đã có rất nhiều chàng trai có cảm tình với Ngọc, nhưng tất cả đều bị anh dùng 1749 cách để đuổi đi khiến người đàn ông duy nhất cô có thể tiếp cận chỉ có mình anh thôi. Và rồi ngày hôm nay, anh chính thức trở thành tình đầu và cũng là tình cuối của cô. Ông xã, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, mà sao đến giờ anh mới tỏ tình? Nếu sau đám cưới của chị Linh, cô mà không say lỡ miệng nói ra những lời đó, thì có phải hay không, hai người sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Mãi mãi trở thành tình đơn phương của đối phương. Bà xã, anh xin lỗi, là do anh quá nhát cái nên để em phải đợi lâu rồi. Không sao, vì đối phương là anh nên mọi sự chờ đợi đều đáng giá hết hơn nữa bởi vì tình yêu của chúng ta đã nở rộ đúng lúc nên mới có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay ông xã quãng đời còn lại đừng để em phải chờ đợi nữa nhé tuần lệnh bà xã đã ba năm kể từ ngày hai người chính thức về chung một nhà rồi mà bụng của cô vẫn không có chút động tĩnh nào cả khiến cô vô cùng suốt ruột cô phải năn nỉ mãi chồng yêu mới chịu đến bệnh viện kiểm tra cùng cô lý do tại sao hai người mãi vẫn không có con được hé mở hóa ra tất cả đều là do cô hết. Sức khỏe của cô không tốt, rất khó có thể mang thai được. Khoảnh khắc nhận được thông báo của bác sĩ, cô chết lặng, ngả người vào lòng Huy khóc nức nở. Gia đình chồng cô rất thích trẻ con, rất nôn có con, có cháu để ấm bồng, vậy mà bây giờ cô lại không thể sinh con được. Liệu có phải hay không, rất nhanh mọi người đều sẽ quên đi tình xưa nghĩa cũ, cô sẽ trở thành người phụ nữ bị người ta vứt bỏ, không còn ai cần cô nữa. Bà xã, đừng suy nghĩ lung tung nữa, bác sĩ đã nói rồi, vẫn còn có cách chữa trị mà lỡ em chữa trị mãi mà vẫn không thể thụ thai được thì thì anh anh có còn cần em nữa không cần chứ cả đời này anh lúc nào cũng cần có em hết huy nhẹ nhàng hôn lên chặt cô nhẹ giọng hết lời an ủi cô tuy rằng anh thích trẻ con thật đó nhưng anh vẫn thích cô nhiều hơn đối với anh mà nói bà xã của anh là nhất bà xã quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này không có trẻ con cũng không sao khi về già chúng ta có thể dùng số tiền mà chúng ta thích cóp cả đời để đi du lịch vui vui vẻ vẻ sống hết một kiếp người Ông xã, anh nói được thì phải làm được nha. Ừ, anh nhất định sẽ ở bên em suốt đời mà, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha. Vâng ạ, hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau trở về tổ ấm của mình. Trời không phụ lòng người, sau hơn hai năm chạy chữa khắp nơi, thì vào đúng ngày sinh nhật của anh, cô đã dành tặng cho anh một món quà sinh nhật vô cùng lớn. Ông xã, em, em làm được rồi, anh sắp được làm ba rồi đó. Ngọc đem tờ giấy siêu âm ra khoe anh, cầm tờ giấy trên tay, anh không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà râm sớm nước mắt Vợ, em giỏi quá, vất vả cho em rồi. Trong suốt quãng thời gian cô mang thai, chồng yêu luôn ở bên cạnh, chăm bẵm cô từng ly từng tí, không để cho cô động chân động tay và bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng chưa gì hết, hai bên gia đình nội ngoại đã bắt cô phải nhập viện cho chắc ăn. Cô nhập viện, ngay đợt mà công ty của chồng cô bận rộn nhất, sáng sớm đi làm, tối muộn thì ôm công việc và bệnh viện chăm sóc cho cô. Một ngày 24 giờ, anh chàng được nghỉ ngơi bao nhiêu, rất nhanh chóng đã xuống sắc cầy dọc vì mệt mỏi cô nhìn chồng khuế mắt cay cay xót chồng vô bờ bến ở đây có ba mẹ chăm sóc cho em rồi anh về nhà nghỉ ngơi đi anh ổn mà bỏ sắp tài liệu xuống anh đi đến bên chiếc giường bệnh của cô nhẹ nhàng xoa chiếc bụng căng tròn của cô em vất vả hơn anh nhiều đó sao rồi ngày hôm nay hai đứa nhỏ có phá em nhiều không càng đến gần ngày sinh hai đứa chúng nó càng hiếu động hơn nữa nhưng không sao hiếu động một chút cũng tốt chứng tỏ hai đứa con của chúng ta đang rất khỏe mạnh nói rồi cô lại tựa đầu vào lòng anh rất nhanh thôi hai người sẽ trở thành một nhà bốn người hạnh phúc a à, lại một cơn đau nhói thốc lên cơn đau lần này rất khác mọi lần cô giết chặt lấy tay anh khóc nức nở làm cho anh lo lắng vội vàng ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ đến sau một hồi kiểm tra bác sĩ khẩn trương đưa cô vào phòng mổ gấp dù rất đau nhưng trước khi đi cô vẫn không quên nắm lấy tay chồng dặn anh nếu có chuyện gì không hay xảy ra anh nhất định phải chọn cứu con con quan trọng hơn gì mà con quan trọng hơn chứ em mới là quan trọng nhất Huy rồi xít chạy theo mọi người đến phòng phẫu thuật trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại anh đã nắm chặt tay của bác sĩ nếu có chuyện không hay xảy ra xin hãy cứu người lớn trước anh biết những lời anh nói ra ngày hôm nay rất là thiếu trách nhiệm với các con của mình nhưng anh không còn lựa chọn nào khác anh không thể nào chịu nổi cảnh sống mà không có cô bên mình được trước cửa phòng phẫu thuật anh đứng ngồi không yên miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cầu mong cho ba mẹ con cô tay qua nạn khỏi ông trời nhưng nghe được tiếng lòng của anh phù hộ cho ba mẹ con cô bình bình an an thoát khỏi cửa tử khi cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra anh chỉ liếc nhìn hai con một cái rồi vội đi theo xe đẩy của cô vừa đi anh vừa rụt xịt nước mắt khóc lớn còn hơn cả trẻ con nữa sau lần sinh tử này cô càng nhận ra kiếp này mình thật sự lấy quá đúng người rồi chúc mừng hai đứa nha một lần sinh đã có đủ nếp đủ tẻ rồi phòng bệnh của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và chật kín người hết ai này cũng vô cùng cưng chiều hai thành viên mới một cộng một bằng bốn con trai thông minh giống anh con gái đáng yêu giống mẹ một người bốn mái nhà mãi mãi hạnh phúc về sau bà xã chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé vâng ạ sau khi đến thăm gia đình của sếp tổng xong tự dưng khát vọng trở thành mẹ của một đứa trẻ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng nguyên nguyên cũng muốn mau chóng kết hôn sinh con nhưng người cô yêu vẫn cứ mãi ẩm ừ chưa chịu xác định mối quan hệ giữa cô và anh đăng chị không muốn chúng ta cứ mãi nằm ở trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nữa chúng ta tiến thêm một bước nữa có được không? Nguyên đưa tay ra phía trước, ánh mắt cô lấp lánh tràn đầy sự chờ mong. Cô luôn cho rằng giữa hai người chỉ còn thiếu một lời khẳng định. Chỉ cần có một bên chịu tiến lên một bước thì chắc chắn rằng người kia sẽ gật đầu đồng ý thôi. Nhưng buồn thay, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như những gì Nguyên đã nghĩ. Sau khi cô tỏ tình xong, đang lúng túng khổ sở nhìn cô. Em, em xin lỗi. Đang cúi gằm mặt, lùi xuống một bước. Đang từ chối Nguyên, không phải là vì đang không thích Nguyên, mà là bởi vì hiện tại cậu vẫn đang trắng tay, thân mình còn lo chưa xong, thì làm sao dám mơ tưởng đến chuyện hứa hẹn tương lai lâu dài với người khác chứ? tôi hiểu rồi. nguyên rụt tay lại, thất thần rời đi, đang lo lắng chạy theo cô, nhưng đã bị cô gạt ra. cậu không thích tôi thì đừng quan tâm đến tôi, đừng làm tôi ảo tưởng nữa có được hay không? nguyên tức giận quát lớn, đang buông thọng hai tay xuống, chua chát nhìn theo bóng hình của nguyên ngày một xa dần. em xin lỗi. kể từ sau ngày hôm ấy, nguyên tận lực né tránh đăng. Tuy hai người làm chung trong một tòa nhà, nhưng chuyện có thể gặp được Nguyên còn khó hơn cả lên trời nữa. Cậu thật sự muốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy. Sau khi trả hết số tiền mình nợ Huy xong, đang liền nộp đơn xin thôi việc, lại một lần nữa muốn ra nước ngoài khởi nghiệp. Trước khi đi, người cậu muốn gặp nhất là Nguyên, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh. Cậu có gọi hàng trăm cuộc điện thoại, cũng không thể lay truyền được cô. Hết cách, cậu chỉ đành mò đến nhà cô, hy vọng có thể lên lén nhìn cô từ xa. Thật không ngờ, cậu lại đến ngay lúc Cô đang bước chân lên một xe hơi sang trọng. Người đàn ông kia là bạn trai của cô sao? Cậu lần mò đi theo hai người. Khi thấy chiếc xe hơi sang trọng, dừng lại trước cổng khách sạn, cậu có hơi giật mình. Hai người mới chấm dứt có hơn một tháng thôi mà chị Nguyên đã muốn đi qua giới hạn với người khác rồi sao? Không lẽ chị ấy bị cậu từ chối xong? Phát điên, trồn vùi cuộc đời mình theo những tên đàn ông vừa mới tiếp xúc sao? Hàng trăm viễn cảnh không mấy tốt đẹp kia hiện ra trong đầu đăng. Tìm cậu thắt lại, còn đau hơn cả lúc bị Ngọc từ chối nữa. Cũng chính vào lúc này, Nguyên lại quay đầu lại tiến thẳng đến chỗ cây cột nơi cậu đang trốn khiến cậu hoảng hồn cậu vừa định bỏ chạy thì nguyên lại cất cao giọng gọi cậu đăng cậu làm gì mà cứ theo tôi suốt vậy em em vò đầu bứt tóc mãi vẫn không tìm được lý do chính đáng nên đăng chỉ đành cười gượng để cô muốn nghĩ gì thì nghĩ đăng tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cậu có muốn ở bên tôi hay không em em cậu ấp úng không nói nên lời bây giờ trong lòng cậu đang chia ra làm hai nửa một nửa muốn chạy đến ôm trầm lấy cô còn nửa còn lại do dự không quyết không nỡ để cô phải đi theo mình chịu khổ đăng tôi không sợ cuộc sống nghèo khó tôi chỉ sợ cảm giác cô đơn lạc lõng không có ai ở bên cạnh tôi mà thôi đăng cậu đừng do dự nữa có được hay không vừa nói cô vừa tiến đến gần cậu chấn an cậu tảng đá lớn nhất trong lòng cậu đã được gỡ bỏ không còn gì để ngăn cản hai người đến với nhau được nữa cậu chạy đến ôm chầm lấy cô nguyên cảm ơn chị đã luôn nhẫn lại chờ đợi em chị cũng cảm ơn cậu vì đã đưa ra quyết định kịp thời Hai người ôm nhau, tình trạng ý tiếp, hoàn toàn quên mất anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh. Thấy mình bị lãng quên quá, quân khẽ ho nhẹ vài cái nhắc nhở. Đúng rồi, người đàn ông này là ai vậy chị Nguyên? Là anh ruột của chị đó. Vốn hôm nay anh hai định dẫn cô đi uống rượu giải sầu, nhưng thật không ngờ trên đường đi lại bị người làm cô sầu đời bám theo. Vậy nên anh hai đã nghĩ ra một kế sách mới chọc cậu ta một phen. Bây giờ thấy em gái mình đã quá hạnh phúc rồi, người làm anh hai này cũng vui lây. Thôi anh đi đây, phòng khách sạn anh trả tiền rồi đó. Ở đây không còn ai cần anh nữa nên anh rất biết thân biết phận, rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Ở bên nhau chưa được bao lâu, hai người đã phải chịu cảnh yêu xa vì đang phải ra nước ngoài làm việc. Tuy rằng cô có hơi buồn thật nhưng vì lòng đang đã quyết như thế nên cô vẫn hết lòng ủng hộ cậu. Trong suốt quãng thời gian yêu xa, hai người vẫn rất nồng nàn, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau hết. Tình yêu của hai người không vì khoảng cách địa lý mà rất mẻ miếng nào cả. Tình cảm của hai người ngày càng lớn dần lên. Hai năm sau đang về nước, đem theo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ đến nhà Nguyên, muốn đổi một thân phận khác để ở bên cô. Đứng trước mặt gia đình Nguyên, đang đã thể rằng Cuộc đời về sau, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa. Nguyên, gả cho em nhé. Cô cảm động gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn kim cương được đeo vào tay cô. Hai người rất nhanh, đã đi đến hôn nhân. Một năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ của hai người đã chào đón thành viên mới là một tiểu công chúa. Bà xã, Cảm ơn em vì đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Bà xã, anh yêu em vô cùng, vô cùng nhiều luôn. Em cũng yêu anh, vô cùng nhiều luôn, ông xã của em. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cưới vội của tác giả Hoa Hoa trên kênh chuyện Hay 3S qua giọng đọc của Chu Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.